Alo 123. Hôm nay mình bắt đầu livestream về cái phần số 2 của chiến lược kinh doanh ngày Tết. Tuần vừa rồi mình đã livestream cái phần số 1. Và trong thời gian chờ đợi, các bạn lên đủ đông đủ. Hôm nay mình hy vọng cái lớp học của chúng ta sẽ rất là đông. Cái lớp học online của chúng ta sẽ rất là đông, chúng ta sẽ học khắp mọi miền đất nước. Và chúng ta đủ 200 bạn. Ok, chúng ta đủ 200 bạn thì chúng ta bắt đầu mình chia sẻ cái livestream này. Nên để góp phần nhanh hơn thì các bạn cần chia sẻ cái đoạn livestream này về tường nhà mình. Thứ nhất là chia sẻ đoạn livestream này về tường nhà mình. Cái thứ hai là các bạn tap những cái người bạn, những người đồng đội làm chung với mình vào trong cái livestream này để họ xem, họ hiểu được cái nguyên lý luôn. Chào bạn Lý. Ồ, bạn Lý ở Đà Nẵng. Bạn đã online vào đây rồi. Mình lại tiếp tục để xem, để cùng đồng hướng với mình, để cùng gắn bó trong cái dịp kinh doanh Tết này. Hoặc là gia đình bạn, hoặc là anh em bạn, hoặc là những người thân mà chưa ủng hộ bạn trong cái việc kinh doanh những ngày Tết này, kiếm tiền ngày Tết này, thì các bạn nên tát những người thân của mình vào để cùng nhau xem cái đoạn này. Và bạn nào vừa rồi xem cái phần 1 của mình rồi thì tuyệt vời. Đây là cái cơ hội để các bạn review lại và mình sẽ chia sẻ cho các bạn thêm. Và bạn nào mà chưa xem phần 1 thì sau khi hết cái đoạn này thì các bạn đi xuống với cái phần Facebook để các bạn xem cái phần 1. Và nếu mà bạn không xuống được cái phần dưới của Facebook thì các bạn lên trên YouTube, cái kênh của B-Training. Lên YouTube các bạn search B-Training và kênh Minh. Và các bạn xem cái đoạn video phần 1 mà mình đã chia sẻ để các bạn như thế nào ? Các bạn xem lại đầy đủ được phần 1 và phần 2 để chúng ta có được một cái chiến lược rất là hoàn thiện để chúng ta chiến lược kinh doanh ngày Tết này cho nó tuyệt vời. Chào bạn Hằng, bạn Hằng rất là tuyệt vời. Chào bạn Thái Dương, vâng, lâu lắm rồi mới gặp lại bạn. Chào bạn Hùng Sơn, vâng. Và bây giờ 200 bạn follow cái đoạn này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ngay. Cái mốc chúng ta là 200 bạn. Để góp phần 200 bạn thì trước tiên các bạn phải chia sẻ cái đoạn livestream này về tường nhà mình. Các bạn tag đạo mình vào thì cái số lượng nó sẽ lên rất là nhanh. 110 bạn rồi, rất là tuyệt vời, các bạn rất là tuyệt vời. 110 bạn rồi, chúng ta sẽ tăng lên 200 bạn. Ngay bây giờ các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này về tường nhà mình liền. Và để trước khi vào cái chương trình chính này thì mình cũng nói cho bạn là bây giờ là chúng ta vào cái dịp Tết rồi nên cái con đường á, trên đường đi á, giao thông xe cộ nó chạy rất là nhanh. Nên các bạn nên có cái ý thức giao thông rất là tốt. Mà trước khi chia sẻ phần đó thì mình nói sơ về cái ý thức giao thông một chút xíu. Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 bắt đầu là từ ngày 1 tháng 1 thì năm 2018 này thì cái luật giao thông mới chúng ta ra đời, đặc biệt là những người mà đi bộ qua đường, những người mà các bạn đi bộ băng qua đường mà các bạn đi không đúng luật, không đúng cái làn đường mà xe khác tông bạn vào, bạn vẫn bị phạm luật. Nó không như trước nữa. Nên là chúng ta cần ý thức giao thông, đặc biệt chúng ta bảo vệ cái sinh mạng của mình, đặc biệt là trong cái dịp Tết này, trong những cái ngày Tết này. Nên là các bạn cần phải bảo vệ được ý thức giao thông của mình. Các bạn cần nhắc chính các bạn đi, các bạn cần phải bảo vệ ý thức giao thông và nhắc nhở. Chúng ta không có đụng đâu, chúng ta băng qua đường đó, không có đụng đâu tạt qua đường đó. Mà chúng ta cần phải hiểu luật hơn để bảo vệ mình, bảo vệ gia đình mình và bảo vệ những người xung quanh mình nữa. Cái tai nạn giao thông xảy ra là các bạn biết là nó rất là thảm khốc. Nó là trước khi chia sẻ đoạn livestream này thì mình cũng nói các bạn một chút xíu về cái ý thức giao thông. Chúng ta nên tập trung vào mỗi người góp một chút, mỗi người chúng ta vội một chút, chúng ta nhanh một chút, nó không tốt đâu. Chúng ta phải đúng luật. Luật tạo ra để gì? Để bảo vệ mọi người, đặc biệt là những người đi bộ băng qua đường, đặc biệt là những người lái xe máy. Chúng ta đi, chúng ta phải nhìn trước, nhìn sau. Chào bạn Phạm Tuấn Anh, rất là tuyệt vời. Bây giờ các bạn đang ở đâu thì các bạn comment xuống là các bạn đang ở đâu. Chúng ta sẽ đảm bảo 200 người thì mình mới bắt đầu mình nói vào cái phần chính. Bây giờ mới
nó mới có lòng vòng có 100 người thôi, thì để góp phần lên 200 người thì các bạn chia sẻ cái đoạn YouTube này về từng nhà bạn, hoặc là các bạn chia sẻ vào các cái group à, thì cái lượng nó sẽ tăng lên rất là nhanh. Cái chiến lược ngày kinh doanh ngày Tết là cái cơ hội nó rất là tuyệt vời. Chào bạn Hoàng Minh Toàn, em đợi mãi để nghe thầy dạy đây. Ok, vậy thì bây giờ bạn Toàn góp phần chia sẻ cái đoạn livestream này về nhà mình và mời những cái bạn bè vào à, à, và các bạn đang ở à, bạn Thúy An đang ở Khánh Hòa à, rất là tuyệt vời. Bạn Thanh Tùng đang ở Rạch Giá, rất là tuyệt vời. Bạn Quyền Ngô đang ở Vĩnh Long, rất là tuyệt vời. Bạn Thực Hoàng đang ở Lạng Sơn, wow, rất là tuyệt vời. Bạn Giang Thị Kim Cúc đang ở Bình Phước, ồ, Kim Cúc bây giờ em đang ở Bình Phước, không phải em ở Sài Gòn à. À, bạn Toàn Lâm đang ở đâu, bạn nói cho mình biết, ok chưa? À, cái đoạn livestream này mình sẽ chia sẻ cho bạn à, về cái chiến lược làm sao chúng ta kinh doanh vào những ngày Tết để chúng ta kiếm tiền tiêu Tết. À, bạn Hiền Diệu ở Đồng Nai, rất là tuyệt vời. Mà lại nói tiếp à, chúng ta cần phải ý thức à, bạn Vương đang ở Nhật, rất là tuyệt vời à, chào các bạn đến từ đất nước Nhật à, bạn Nghiệp đang ở Đắk Lắk, rất là tuyệt vời. Bạn Nguyễn ở Sài Gòn, vâng, chúng ta cùng góp phần để đưa cái lượng người xem tăng lên cao. Bây giờ mới có 110 bạn thôi. Bây giờ chúng ta chia sẻ cái đoạn livestream này về từ nhà bạn, tát bạn bè lên thì cái đoạn livestream này nó lên rất là nhanh. À, cái đoạn livestream này sẽ lên rất là nhanh. Bây giờ à, vừa rồi các bạn nào đã xem ở cái phần 1, ồ, bạn Honda ở Osaka, ở Nhật luôn, rất là tuyệt vời. Bạn à, Đỗ Xuân Liêm ở Hà Nội, rất là tuyệt vời. Bạn Lê Trọng Thông Khonia, vâng. Vừa rồi các bạn nào xem đoạn số 1 thì các bạn còn nhớ bài không ạ? Các bạn còn nhớ bài không ạ? Thì các bạn à, comment xuống phía dưới. À, vừa rồi trên đoạn số 1 mình đã nói tới cái gì các bạn ơi? À, trong thời gian ồ lên 133 người rồi. Rất là tuyệt vời. Lên đúng 100 người, mình sẽ chia sẻ với các bạn cái phần số 2. À, chiến lược kinh doanh ngày Tết. À, và các bạn à, cái phần số 1 mà nói gì? Các bạn hồi nãy giờ các bạn nào đã từng xem phần số 1 rồi thì các bạn review lại cho mình xem à. Cái phần số 1 chúng ta nói đến cái gì à? Cái phần số 1 chúng ta nói đến cái gì các bạn ơi? À, các bạn cần phải biết cái phần số 1 đó chúng ta. Ồ, gần 140 người rồi, rất là tuyệt vời. À, cái phần số 1 chúng ta nói đến cái gì các bạn ơi? À, các bạn có thể review lại cho mình xem à. À, tâm linh, vật chất, tinh thần, cảm xúc, đúng rồi, để chúng ta bán hàng. À, mình nhắc lại cái phần đầu tiên một chút xíu. Để chúng ta bán hàng thì cái yếu tố mua hàng, để người ta mua được hàng thì cái yếu tố mua hàng mình review lại cái đoạn số 1 một chút xíu để cho các bạn dễ hình dung. Yếu tố tâm linh, tinh thần, vật chất, đúng rồi, lên 140 rồi rồi. Mình review lại một chút xíu. Ok rồi. Để các bạn không? Để mà chúng ta bán được hàng thì chúng ta cần cái gì ạ? À, cần yếu tố gì ạ? À, trong con người, bất kỳ con người nào của chúng ta thì chúng ta cần chúng ta cần có ba cái yếu tố à, mình review để cho các bạn thấy. Chúng ta có cần ba cái yếu tố à, yếu tố tâm linh. À, yếu tố tâm linh. À, tâm linh. Ai thì cũng như thế nào à? Ai cũng mong muốn à, có một cái niềm tin, một cái đức tin, tin vào một cái tôn giáo. À, tin vào ngày sau. À, tin vào ông bà, những người đã khuất. Ngày Tết nó hội tụ được cái yếu tố tâm linh này. À, và nếu chúng ta bán hàng, chúng ta biết tận dụng cái yếu tố tâm linh này thì chúng ta sẽ bán hàng rất là tuyệt vời. À, các bạn trong đây điều này chưa? Bạn nào thấy cái điều này tuyệt vời thì các bạn comment vào. Trong thời gian đủ 200 người, bây giờ mới 150 người à. À, mình đang review lại cái phần số 1, đúng rồi, cái yếu tố tâm linh. À, cái yếu tố tâm linh. À, và khi chúng ta bán hàng mà chúng ta đạt được cái yếu tố tâm linh này thì chúng ta rất là dễ bán hàng. Chúng ta dùng cái phương pháp tâm linh để chúng ta bán hàng. À, và nếu bạn nào ví dụ đi, ok chưa, mình bán hàng mình ví dụ các bạn bán những loại trái cây chuyên về cúng tổ và các bạn nói được cái bài tâm linh nó có ý nghĩa thì khách hàng họ lập tức họ mua liền, tại nó liên quan tới yếu tố tâm linh. À, hoặc là chúng ta nói những cái câu Tết một năm rồi chúng ta mới về, chúng ta gặp dỗ tổ ông bà thì anh chị nên mua cái con gà đẹp đẹp nó tốt quá, ok chưa, để cúng ông bà thì tự nhiên nó liên quan tới yếu tố tâm linh thì người ta mua hàng liền. Các bạn thấy các bạn dùng ra điều nào không ạ? Và các bạn thấy nếu cái điều này tuyệt vời thì các bạn comment vô và các bạn nói điều này rất rất là tuyệt vời.
và cái lượng chúng ta mới nó nằm lòng vòng có gì à? Lượng chúng ta mới nằm lòng vòng ở cái con số 150 đúng 200 người, mỗi người góp một chút xíu các bạn, mỗi người góp chút xíu, chia sẻ đoạn livestream này về nhà mình, mỗi người chỉ góp một chút xíu, chia sẻ đoạn livestream này về nhà mình để cái lớp học online của chúng ta nó đông lên, nó khoảng 200 người hơn, thì tự nhiên chúng ta học chúng ta mơ vui các bạn, chúng ta học chúng ta mơ vui. Mình review lại chút xíu nữa, và cái yếu tố thứ hai liên quan tới yếu tố để chúng ta bán hàng đó là yếu tố tinh thần, yếu tố tâm linh, yếu tố tinh thần, yếu tố cảm xúc và yếu tố vật chất. Cái yếu tố tinh thần ngày Tết nó có liên quan tới yếu tố tinh thần nữa, lâu ngày mới về gặp được ông bà, thăm được ông bà, thăm được ba mẹ, xa quê về muốn có một cái phần quà cho ông bà, một cái món ngon cho ông bà ba mẹ những người còn sống, đúng không, để chúng ta thể hiện cái sự hiếu thảo, thương yêu con cháu, thì các bạn đánh vào yếu tố đó thì các bạn sẽ đánh được vào yếu tố tinh thần và các bạn bán hàng nó rất là dễ. Nếu mà chúng ta biết cách thì chúng ta nói về yếu tố tinh thần chúng ta bán hàng nó rất là dễ, ok chưa? Cái đây là cái phần 1, ok chưa? Mình đang review lại cái phần 1, ok chưa? Trong khi chờ 100, trong khi chờ đến 200 người thì mình mới chia sẻ cái phần số 2, ok? Các bạn góp phần lên 200 người đi, ok? Bạn Thái Dương đang ở Moscow rất là tuyệt vời, ok chưa? Và cái phần số 3 này, ok chưa? Là yếu tố cảm xúc. Ngày Tết nó liên quan tới yếu tố cảm xúc rất là nhiều. Người ta thấy cái bối cảnh chung quanh, cái không khí vào xuân, nhiều người mua bông mua hoa, đi đâu cũng nghe mọi người hát xuân, Tết ơi Tết đến rồi, xuân mùa xuân đã về, những cái bài hát về mùa xuân và người ta rộn rã, cái cảm xúc người ta lên thì người ta rất là dễ mua hàng, nên là các bạn bán hàng các bạn phải tập trung vào yếu tố cảm xúc nữa, thì tự nhiên chúng ta mà mua hàng nó rất là dễ, khách hàng họ mua hàng nó rất là dễ. Và yếu tố vật chất là cái sự thể hiện bằng em, bằng bạn, bằng bè, bằng bà con hàng xóm, so sánh với nhau, và chúng ta biết cách chúng ta nói chuyện, thì cái yếu tố vật chất này nó sẽ quyết định cái yếu tố mua hàng. Mình đang review lại cái yếu tố số 1, yếu tố số 1 vừa rồi nó rất là dài, và các bạn góp phần chia sẻ cái đoạn này, các bạn góp phần chia sẻ đoạn này lên rồi, bây giờ 165 người rồi, ngay thời điểm này là 165 người rồi, các bạn góp phần chia sẻ đi. Mỗi người chúng ta chỉ cần chia sẻ một cái là cái lượng nó lên rất là nhanh, cái lớp học chúng ta nó sẽ rất là đông và nó vui nữa. Mình thấy bây giờ mới có 42 người chia sẻ, để bây giờ mình kiểm tra những ai đã chia sẻ và những ai chưa chia sẻ. Tại sao các bạn không chia sẻ đoạn video này lên nhỉ? Ok chưa? Rất nhiều bạn đã chia sẻ, tuy nhiên một số bạn các bạn cũng không có chia sẻ, ok chưa? Mới có 42 lượt chia sẻ. Nếu 179 người này mà mỗi người chỉ cần chia sẻ một cái thôi là nó sẽ tăng lên rất là nhanh. Nên các bạn góp phần chia sẻ đoạn này lên nhanh để chúng ta cùng nhau bắt đầu vào lớp học liền. Và mình lại nói tiếp các bạn tiếp. Bạn Vũ Ngô chia sẻ chưa các bạn ơi? Bạn Nguyễn Anh Dương chia sẻ chưa? Các bạn chia sẻ về trang nhà mình đi. Mỗi người góp một chút xíu. Bạn Thực Hành, ok chưa? Bạn Thực Hành đã chia sẻ rồi, mình đã thấy ở trên này rồi, bạn đã chia sẻ rồi, bạn rất là tuyệt vời. Chúng ta góp phần chia sẻ ra, mỗi người góp tay một chút xíu, nó sẽ tăng lên rất là nhanh, rất là tuyệt vời, ok chưa? Đủ 200 người thì mình bắt đầu mình chia sẻ tới cái phần số 2. Gần 180 người rồi, rất là tuyệt vời, cái sự nỗ lực của chúng ta rất là lớn, cho chúng ta một tràng pháo tay rất là lớn, các bạn vỗ tay đi. Ok chưa? Bạn Hiền, ok, bạn Hiền ở Bến Tre chia sẻ rồi. Mỗi người góp phần chúng ta chia sẻ, hiện tại là mới có 57 người chia sẻ, mới 57 mà cái người online trên này là đã 180 rồi. Mỗi người chỉ cần góp một tay thôi là chúng ta sẽ tăng lên rất là nhanh. Cái kinh doanh Tết nó không có cạnh tranh nên các bạn đừng có ngại. Mình nói với các bạn, một năm nó có một mùa thôi. Ai họ có cái kiến thức này thì tự nhiên họ kinh doanh, họ làm và nó hữu ích thôi. Nó là cũng như vậy. Tại sao mình chia sẻ cái kiến thức này đến cho các bạn? Nó rất là đơn giản thôi. Nhiều người biết thì thế giới chúng ta đó càng tuyệt vời hơn. Chính vì yếu tố đó chúng ta góp phần, chúng ta chia sẻ. Mình thấy ở trên màn hình của mình, mình kiểm tra trên màn mới có 67 người chia sẻ, mà ở đây tới 190 người rồi, 190 người rồi. Mỗi người chúng ta chỉ cần một cái chia sẻ thôi thì chúng ta sẽ tăng lên rất là nhanh.
và mình sẽ bây giờ chúng ta ôn lại, cái phần số 2. Chúng ta ôn lại cái phần số 2, cái phần số 1. Vừa rồi các bạn, vừa rồi cái phần số 1 các bạn có nhớ mà. Các bạn phải nói hết cái phần số 1 cho mình nghe coi. Bạn nào không nhớ phần số 1 thì comment xuống. Ok chưa? Cái phần số 1 là chúng ta phải chuẩn bị đúng không? Chuẩn bị mặt hàng nè. Ok, rất là tuyệt vời. Đã lên hơn 200 người rồi. Cái mốc tiếp theo nữa là chúng ta 300 người nha các bạn ơi. Đã 200 người rồi, rất là tuyệt vời. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúng ta chuẩn bị hàng nè. Chúng ta chuẩn bị gì ạ? Chuẩn bị địa điểm nè, chúng ta chuẩn bị tiền nè. Các bạn ơi, chúng ta chuẩn bị những người làm chung với chúng ta nè. Chúng ta chuẩn bị cái hạch giao hàng nè. Các bạn nhận ra điều này nè chưa? Mình đang review lại đó. Và chúng ta chuẩn bị năng lượng, sức khỏe, tinh thần 100%. Điều này rất là tuyệt vời. Thì hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cái phần số 2. Phần số mấy các bạn ơi? Phần số 2, các bạn đã sẵn sàng chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi thì các bạn comment xuống, bạn nói là rất là sẵn sàng rồi. Comment xuống bạn ơi, các bạn nói sẵn sàng rồi. Chúng ta lại tiếp tục chia sẻ đến cái phần số 2. Bạn nào mà chưa kịp xem cái phần thứ nhất á, thì chúng ta như thế nào ? Chúng ta lại phải review lại. Ok, xem lại sau khi xong rồi thì chúng ta sẽ phần sai. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Comment xuống đó là chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Rất là tuyệt vời. Học khi thế rồi các bạn ơi. Có viết ghi vô, comment xuống. Ok chưa? Để gì con người chúng ta nó luôn hoạt động. Đừng có ngồi y, đừng có ngồi y nghe không. Con người của chúng ta nó như thế nào ? Nó sẽ nó làm cho bạn sẽ không nhớ được. Mà mình cần phải hoạt động, mình phải hoạt động liên tục. Comment nè, ghi nè, chia sẻ nè, mời người này nè, mời người kia nè, mình nói tuyệt vời, các bạn cũng ngồi các bạn nói tuyệt vời. Ok chưa? Điều này rất là tuyệt vời. Vậy cái phần số 2. Cái phần số 2 á, thì cái yếu tố đầu tiên mình muốn gửi đến các bạn đó, đó là yếu tố gì? Chúng ta phải tập trung. Các bạn ghi chữ vào tập trung hành động. Bởi vì chúng ta chỉ có một Tết. Cái phần số 2 mình nói bạn này, cái lưu ý thứ nhất, cái từ khóa thứ nhất là cái từ khóa gì các bạn ơi? Từ khóa tập trung hành động. Bởi vì sao nói như vậy? Chúng ta chỉ có duy nhất một tháng và 3 tuần thôi, một tháng hoặc 3 tuần thôi để chúng ta kinh doanh. Cái từ khóa thứ nhất là cái từ khóa gì các bạn ơi? Tập trung hành động. Chúng ta chỉ một tháng hoặc 3 tuần thôi, 3 tuần thôi để chúng ta tập trung kinh doanh. Chính vì yếu tố đó, các bạn phải tập trung. Tập trung toàn bộ thời gian vào để chúng ta làm việc. Các bạn phải tập trung toàn bộ thời gian ra vào. Điều đó có nghĩa là gì ạ? Ồ, bạn Hoàng Sang đang ở bên Singapore, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn Hoàng Sang rất là nhiều. Bạn rất là tuyệt vời. Thì nghĩa là gì ạ? Nghĩa là chúng ta phải lên được cái kế hoạch là chúng ta ngủ ít đi. Chúng ta chỉ có một tháng thôi. Chúng ta lên kế hoạch chúng ta ngủ ít đi. Và làm nhiều lên. Mỗi sáng chúng ta nói như thế nào ? Mỗi sáng chúng ta thức dậy khoảng từ 4 giờ rưỡi sáng và chúng ta tập thể dục. Bởi vì chúng ta cần phải có năng lượng. Mỗi sáng chúng ta phải thức dậy từ 4 giờ rưỡi sáng. Chúng ta dành 30 phút chúng ta tập thể dục. Rồi sau đó là chúng ta lên kế hoạch gì ? Lên, chúng ta có hàng loạt những việc này mà các bạn phải ghi ra này. Nó có viết thì các bạn nốt vô. Không có viết thì các bạn nốt dưới này luôn. Không có viết thì các bạn nốt dưới comment để chút xíu nữa các bạn xem lại. Bạn anh dung ra điều này chưa? Năng lượng lên các bạn ơi. Các bạn năng lượng lên. Ok chưa? Và hồi nãy giờ các bạn share ra. Bạn nào chưa share cái đoạn này thì các bạn share ra. Tức là chúng ta phải dậy từ 4 giờ rưỡi, chúng ta tập thể dục. Năng lượng chúng ta phải rất là tập trung. Tập trung vào cái mục tiêu. Ví dụ như vừa rồi, một bạn bạn chọn bán cái chả bò Đà Nẵng. Ok chưa? Bạn dự kiến là Tết năm nay bạn sẽ bán 200-300 kg gì đó. Mà nói no, đặt mục tiêu như vậy không có ok. Tết nay là phải bán 1 tấn. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Em ngủ ít lắm sếp ơi. Tết hôm nay là bạn phải ra mục tiêu là bạn phải bán được 1 tấn. Ok chưa? Vậy thì trong 30 ngày á, muốn bán được 1 tấn thì mỗi ngày chúng ta sẽ bán được bao nhiêu ký? Chúng ta phải được đơn hàng bao nhiêu ký? Chúng ta phải ra một cái kế hoạch rất là chi tiết. Bạn hình dung chưa? Để muốn được 1 tấn thì một ngày bao nhiêu ký các bạn? Một ngày ít nhất á, nó khoảng từ 30 mấy đến 40 ký. Bạn hình dung chưa? Và cái điều này bạn làm được. Và
điều đó có nghĩa là trung bình một tiếng đồng hồ chúng ta bán khoảng 4 ký. Các bạn hình dung ra cái chưa, nên là chúng ta tập trung vào. Vậy thì một ngày này chúng ta phải được 40 ký, thì trong một tiếng đồng hồ chúng ta phải bán được 4 ký, thì nghĩa là cái tới đó chúng ta sẽ từ đây liên tục tới Tết chúng ta sẽ ít nhất là một tấn chả bò Đà Nẵng. Các bạn hình dung chưa, nên là chúng ta cần phải tập trung, bởi vì qua cái cơ hội này là chúng ta không bán được. Nên là cần phải cái chữ mà rất là lớn mà các bạn ghi ra, đó là tập trung hành động. Thì chúng ta mới tạo ra được cái cơ bản nữa. Tập trung làm việc cái gì ? Thứ nhất là tập trung dậy sớm để tập thể dục, để có năng lượng. Cái thứ hai là chúng ta tập trung làm gì ? Phải có một cái kế hoạch rất là chi tiết. Phải có một kế hoạch rất là chi tiết để làm cái công việc marketing, tiếp thị đó. Vì nếu chúng ta không tiếp thị thì nhiều người sẽ không biết về ta. Nên là ngay bây giờ chúng ta phải cần có một cái bản rất là chi tiết để tiếp thị. Nếu các bạn không hiểu cái từ tiếp thị là gì thì nó vô cùng đơn giản, là các bạn mở cái list điện thoại của mình ra. Những người nào mà chúng ta quen thì chúng ta nó như thế nào ? Chúng ta liên hệ và tương tác họ ngay từ bây giờ. Chúc Nguyễn Thái Duy ngủ ngon nhé. Ok, giờ này mà chúc ngủ ngon gì? Ok, quán áo shop, kênh phân phối, tập trung hành động. Ok, rất là tuyệt vời. Các bạn chia sẻ cái đoạn video này, bạn nào mới lên thì chúng ta góp phần chia sẻ đoạn video này để cho nhiều người biết. Các bạn chia sẻ đoạn video này, bây giờ mình đang kiểm tra mới có 85 lượt chia sẻ mà đáng lẽ là chúng ta phải hơn 200 lượt chia sẻ, thì điều này nó rất là tuyệt vời. Mỗi người chúng ta góp phần chia sẻ một chút xíu thôi, thì các bạn thấy không, 218 người đang xem, mỗi người chúng ta chỉ cần một chia sẻ thôi thì chúng ta sẽ tăng lên 200 lượt chia sẻ liền. Cái bước tiếp theo là gì các bạn? Chúng ta phải tập trung hành động. Các bạn nhận ra điều này chưa? Chúng ta phải tập trung hành động. Chúng ta phải tập trung hành động. Tập trung hành động để làm cái gì? Hồi nãy giờ mình nói các bạn có nắm rõ mà. Tập trung hành động để làm gì ? Thứ nhất là để được tập trung hành động tốt thì chúng ta phải có được cái mục tiêu trước. Sau đó chúng ta phải thức dậy sớm. Em bán hoa mai và chó bằng đất sét rất là tuyệt vời. Ok chưa? Bạn nào bán cái gì thì các bạn nốt ra để cho mình biết. Xem em bán hoa mai và chó bằng đất sét. Năm nay là năm con chó đúng không? Bạn bán chó. Ok, rất là thú vị. Các bạn comment xuống. Em bán quần áo hàng thiết kế nha. Ok chưa? Rất là tuyệt vời. Bạn nào bán cái gì thì các bạn comment xuống. Bạn bán cái gì các bạn comment xuống. Xem nó có phù hợp hay không. Và cái mục tiêu của bạn là đạt bao nhiêu. Ví dụ như cái bạn bán chả bò hồi nãy mình kể là lúc đầu bạn nói là bạn dự kiến bạn bán đâu khoảng 300 ký, mình anh nói phải lên kế hoạch bán gì bán 1 tấn. Bạn nhung nhung chưa? Và vừa rồi đó em đang cần cộng sự bán chả lụa cho. Ok, vậy thì em bán hoa lan rất là tuyệt vời, em bán hết rồi. Các bạn ghi rất là rõ ràng bạn bán cái gì cộng với bạn bán gì cái mục tiêu bạn đạt được cho tới ngày 30 Tết là bạn đạt được bao nhiêu. Bạn ghi ra ví dụ là em bán chả bò, mục tiêu ngày 30 Tết em là 1 tấn. Ok, các bạn phải ghi rất là rõ ràng vào. Ok chưa, các bạn phải ghi rất là rõ ràng vào. Video này, chia sẻ đoạn video này để các bạn tiếp năng lượng cho mình, để mình chia sẻ tiếp. Em bán hoa và bưởi đỏ tím vua. Ok, bạn đổi trang bán rất là tuyệt vời. Tuy nhiên bạn phải ghi được, bạn phải ghi được cái mục tiêu mà từ đang tới Tết bạn đạt được đó là bao nhiêu. Các bạn phải ghi. Không ra điều này chưa? Các bạn phải ghi. Các bạn phải ghi được mục tiêu từ nay tới Tết là bạn được bao nhiêu. Các bạn nhớ ra điều này. Em bán mỹ phẩm, ghi ra bạn bán khô bò, khô gà, thì bạn ghi chi tiết ra em bán chả Huế thì số lượng nó sẽ được bao nhiêu. Rồi tập trung làm marketing. Tập trung làm gì Tập trung phân ra thời gian cụ thể để gặp khách hàng, để chúng ta chốt đơn hàng ngay từ 3 giờ. Bạn Hoàng Nghĩa, bạn nói điên gì nhỉ? Ok, cứ xem như là điên đi cũng được bạn, cho nó vui. Ok, cuộc đời nó không điên, nó không có vui. Ok chưa? Bạn phải ghi ra, em bán đèn trang trí tại cái bộ rất là tuyệt vời. Bạn Hiếu rất là rõ ràng, mục tiêu của em 30 Tết là 1.000 ký. Ok, rất là tuyệt vời. Em làm thủ quỹ, ok, bạn làm thủ quỹ cái gì? Ok chưa? Âm thanh bị nhỏ rồi thầy ơi. Ok chưa? Và các bạn không nghe được âm thanh hả? Bạn không nghe được âm thanh hả? Có bạn nào không nghe được âm thanh thì nói nha. Âm thanh rõ không các bạn ơi?
chúng ta tập trung về gì? Tập trung có lên chi tiết từng cái khách hàng một và phân bổ thời gian để gặp từng người. Âm lượng giảm rồi thầy ơi. Vậy là hình như nó bị cái gì á? Mình đang nói lớn mà, các bạn có nghe rõ mà. Ủa sao nhiều người nói nhỏ ta? Mình đang nói rất là lớn mà, mình nói lớn lắm á. Ok chưa? Mình đang nói lớn, còn các bạn nhỏ là chắc là các bạn do bị cái volume của các bạn đó. Các bạn nói rõ mà, rất là tuyệt vời, ok. Nhỏ xíu cái em rõ là do cái chỗ âm thanh của các bạn thôi. Các bạn điều khiển lại cái âm thanh của các bạn đi ạ. Chúng ta chia sẻ đoạn livestream này để cho nhiều người biết. Vậy thì vừa rồi mình lại nhỏ quá thôi, vậy là em nói nhỏ lại nhiều lắm thôi. Vậy là do cái phía bên của bạn á, chứ còn bên mình âm thanh nó đang rất là tốt, mọi thứ đang rất là tốt. Hiện tại mình theo dõi thì mới có 96 lượt chia sẻ à. 232 người xem rồi. Mỗi người chỉ cần một cái chia sẻ thôi là nó sẽ lên 200 chia sẻ liền. Nên các bạn cần chia sẻ ra để cho nhiều người biết rồi. Vậy thì vừa rồi mình nói tới cái phần nào rồi? Các bạn cần phải gì tập trung hành động. Cái từ khóa tập trung hành động thì tập trung làm gì để chúng ta có thể lực sức khỏe tốt. Đó là cái thứ nhất. Cái đó là tập trung để làm marketing. Chúng ta có những cái kênh marketing nào? Kênh Facebook chúng ta cũng làm, kênh Zalo chúng ta cũng làm, kênh email chúng ta cũng làm, kênh các cái trang cộng đồng chúng ta cũng làm, các cái trang thương mại điện tử chúng ta cũng làm. Nếu bạn nào mà có web thì chúng ta cũng phải làm tất cả các cái kênh web, việc đó rất là nhiều. Bạn nào có kênh Tango thì làm kênh Tango, bạn nào có kênh Line thì các bạn làm Line, các bạn nào có WeChat thì bạn là chết. Tất cả các kênh, bạn nào có YouTube thì chúng ta làm YouTube, chúng ta phải làm tất cả các kênh. Phải làm tất cả các kênh, phải rất là tập trung và làm tất cả các kênh. Bởi vì chúng ta chỉ có 30 ngày để chúng ta làm thôi, không được mất tập trung. Và bạn nào mà thấy mình hay mất tập trung thì các bạn phải tìm cộng sự. Ok, tìm cộng sự làm chung với mình, và những người làm cộng sự là những người rất là tập trung. Vậy thì tập trung làm marketing, tiếp theo là tập trung gì ạ? Tập trung lên kế hoạch chi tiết, tập trung gặp gỡ từng người khách hàng một, cần có cái sổ theo dõi. Ngay bây giờ các bạn phải làm ra được một cái sổ theo dõi bằng Excel, ghi ra khách hàng đó cụ thể là gì, họ tên là gì, chúng ta gặp họ ngày giờ nào và chúng ta đã chốt được bao nhiêu. Lên ngay bây giờ và đi gặp ngay 3 giờ. Bán quần áo cho em 200 bộ, 200 bộ nến hoa sen thần tài, tuyệt vời. Phải ghi cái số liệu nó như vậy. Các bạn ghi rõ ràng cái sản phẩm của các bạn bán và số lượng em bán bữa da xanh, nhưng mà số lượng bao nhiêu, các bạn phải ghi số lượng, ghi hết vào trong cái comment này để cho mình xem thử. Tìm kiếm cái đại ở thành phố mình thế nào thầy ơi? Ok chưa? Vậy là bạn phải xem cái đoạn số 1 đi. Các bạn phải xem đoạn số 1 đi. Các bạn ghi rất là rõ ràng ra cho mình. Nếu các bạn nào bán gà thì các bạn phải cam kết rằng là từ đây cho tới 30 Tết các bạn bán được bao nhiêu con gà. Chứ chúng ta không có được ghi chung chung. Các bạn ghi rõ ràng ra cho mình xem. Và các bạn chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người. 200 bộ set bàn ăn, bộ chén, ok, tuyệt vời. 26 ngày hành động, ok chưa, là bao nhiêu? Em bán 100 hộp bánh quy bơ, 100 hộp, ít quá, bạn Minh Nhật lên mục tiêu ít quá, 100 cặp bưởi hồ lô phát tài, rất là tuyệt vời. Cảm ơn bạn, bạn Vũ Ngô, 500 cặp bưởi tiếng vua, rất là tuyệt vời. Bên mình cần cộng sự bán mỹ phẩm trị mụn, ok, tháng này 300 sản phẩm, ok chưa? Mục tiêu, bán chả bò Đà Nẵng, mục tiêu là 1.000 ký, rất là tuyệt vời. Chia sẻ ra, các bạn nên nhớ rằng là các bạn ra được cái con số, rồi các bạn chia ra số ngày còn lại và chúng ta cần phải làm. 500 chậu hoa giấy, bán cái 500 chậu giấy, ra mục tiêu ít quá. Bạn bán hoa giấy, bạn phải ra mục tiêu nhiều vô. 250 chậu hoa cát tường, ít quá. Bán ít quá. Bán như vậy không có xứng đáng để chúng ta dành ngày Tết chúng ta bán. Ra mục tiêu lớn ra, mục tiêu bán. Bán gì vậy? Em bán 1.000 bó hoa Tết thôi. Bạn Thủy 1.000 bó hoa, cụ thể là 1.000 bó hoa và hoa gì? Em bán dừa không hạt 1 tấn rưỡi, rất là tuyệt vời. Bạn phải ra mục tiêu 1 tấn rưỡi, rất là tuyệt vời. 50 chậu cây phóng lây. Bạn Văn Thượng bán ít quá, có 50 chậu cây khỏi bán cũng được. 100 cái ớt Đà Lạt bán ít quá.
100 1000 ký cà phê rất là tuyệt vời. Bạn Huy Tấn, bạn rất là quy quyết liệt. 500 ký chào hết. Bạn Huyền Diệu, bác ít quá có 500 ký à. Ra số liệt. Cần có cái mục tiêu cam kết, các bạn bán nhiều ra vô. À, em chào thầy, hôm nay em mới gặp khách nên giờ mới nghe được thầy. Ok. Một tấn khô nghe rất là tuyệt vời. Bạn khô nghe rất là tuyệt vời. Ok chưa? Nó là các bạn cần phải lên kế hoạch rất là chi tiết và lên mục tiêu, nó phải lớn lớn một chút xíu, mục tiêu bé quá. Kiếm sổ lớn, ghi chữ lớn là ghi chữ bự lên. Đúng rồi, các bạn phải tìm sổ. Và vậy thì chúng ta phải tập trung làm cái gì? Thứ nhất là tập trung làm marketing. Thứ hai là tập trung gặp khách hàng. Bây giờ các bạn phải lên chi tiết, lên rất là chi tiết từng người khách hàng họ là ai. Và đối tượng thứ nhất là những người chúng ta quen. Ngay bây giờ chúng ta quen ai, chúng ta phải ghi rất là rõ ràng vào. Các bạn làm rất là rõ ràng là như vậy mình. Mục tiêu của em là bán 50.000 bao lì xì, rất là tuyệt vời. Hãy bán như là 500 hộp mất gần tự làm. 500 hộp mất gần, làm ít quá, bán có chút xíu vậy. À, em chào thầy, bạn đã thấy rồi. Chúng ta tập trung làm cái gì nữa? Tập trung luyện cái kỹ năng chốt hàng. À, tập trung để chốt hàng. À, mình chia sẻ cái kinh nghiệm của mình, các bạn có muốn mình chia sẻ kinh nghiệm của cô mình không ạ? À? Hồi kia mình bán em đó, mình bán em trả như thế nào mà các bạn có muốn mình chia sẻ không ạ? À? Các bạn ghi vô, nếu mà các bạn muốn mình chia sẻ là bạn nói muốn. À, các bạn ghi vô, các bạn nói muốn. À, chúng ta phải tập trung cho việc chốt hàng. À, các bạn nào muốn mình chia sẻ thì bạn comment xuống là bạn nói muốn. À, muốn thì bắt đầu. À, mình mới chia sẻ. Bạn nào văn thượng đặt mục tiêu cao đâu, bạn đặt mục tiêu thấp quá. À, bạn cần phải đặt mục tiêu cao vô. À, bạn nào chưa ghi mục tiêu thì ghi mục tiêu. Và các bạn góp phần chia sẻ cái đoạn video này ra. Các bạn góp phần chia sẻ đoạn video này ra. Cho tới giờ này thì cái đoạn video này mới có 103 bạn chia sẻ. À, các bạn chia sẻ nó ra. Các bạn chia sẻ nó ra. Góp phần mỗi người chia sẻ một chút xíu. Thì chúng ta sẽ hơn 200 lượt chia sẻ. Ok chưa? Mỗi người góp phần. Bởi vì sao? Cái kiến thức bán hàng, cái kiến thức kinh doanh, các bạn gieo hạt. Các bạn gieo hạt mà. Các bạn gieo hạt. Mình mở livestream này mình cũng chia sẻ cho các bạn, thì các bạn cũng phải góp phần một chút xíu. À, chúng ta cùng nhau chia sẻ ra cho nhiều người khác để họ biết đến cái cách chúng ta kinh doanh để mọi thứ nó tốt ra. À, ok chưa? Nó là chúng ta góp phần, chúng ta chia sẻ cái đoạn này liền. Bạn nào nãy giờ chưa chia sẻ thì bạn chia sẻ đoạn livestream này về nhà mình đi. Và bây giờ mình đang chia sẻ đây thì mới có 110 người chia sẻ. Nếu mà 200 người này mà chia sẻ thì chúng ta sẽ lên 200 người liền. Nên chúng ta góp phần, chúng ta chia sẻ đoạn livestream này về nhà mình liền. Vâng, bây giờ mình chia sẻ bạn cái kinh nghiệm mình chốt hàng hồi xưa. Bây giờ nè, ví dụ như hồi xưa là mình đi bán nem, thì khi các bạn gặp khách hàng á, khi các bạn gặp khách hàng bây giờ, phải gặp từ bây giờ. Các bạn nên nhớ là chúng ta không có để Tết, mà chúng ta phải gặp từ bây giờ, gặp khách hàng từ bây giờ và bắt đầu chúng ta chốt hàng họ. Thì bây giờ là do chưa rớt vào cái bối cảnh Tết, các bạn hiểu chưa, nên các hàng họ mua rất là ít và chúng ta cũng chốt ít thôi, tại bây giờ nó chưa rớt vào cái bối cảnh Tết. À, bạn hiểu chưa, bây giờ nó chưa rớt vào cái bối cảnh Tết, nhưng mà chúng ta cần phải có đơn hàng ngay từ bây giờ. Không có được chờ đến lúc đó rồi chúng ta mới có đơn hàng. Mà chúng ta cần phải có đơn hàng ngay từ bây giờ. Bạn hiểu chưa? Tức là ngay bây giờ nè, ngay thời điểm này, hôm nay là đang là tối thứ hai nè. Ngày mai nè là bạn đã lên kế hoạch và bạn đi gặp từng người rồi, để bạn chốt hàng rồi. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Các bạn hình dung ra, hồi nãy giờ mình nói các bạn có nghe rõ mà. À, chốt hàng ngay bây giờ. À, các bạn hiểu chưa? Vậy thì khi mà chúng ta gặp á, khách hàng á, là chúng ta cần mang theo hàng mẫu. Nếu mà hàng nào mà ăn được á, thì chúng ta cũng phải có sản phẩm mẫu, chúng ta cắt nhỏ ra. À, và để cho khách hàng ăn và chúng ta chốt hàng giờ. Hồi kia mình chốt hàng sớm á. À, hồi kia mình chốt hàng sớm á, là mình chỉ chốt đúng có 1 ký thôi, 1 ký nem thôi. Tại bây giờ chưa rớt vào cái bối cảnh Tết, nên khách hàng họ không có mua ngay liền bây giờ được. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Chỉ cần họ chốt 1 ký hoặc 2 ký thôi, họ không có chốt nhiều đâu. À, rồi cái gì nữa, rồi hẹn họ cái ngày giờ họ giao, nói rất là rõ cái ngày giờ họ giao, và chúng ta lấy tiền cọc họ, lấy khoảng 50%. À,
Tức là ý ở đây cái chiến lược đây là chúng ta chia ra hai cái cao đoạn. Bây giờ chúng ta cho vậy rồi, cho tới gần Tết là chúng ta bắt đầu chúng ta gọi chúng ta giao. Thì cái ngày mà chúng ta chạy tới chúng ta đi giao á, chúng ta chốt tiếp. Các bạn hiểu chưa? Thì thường thường á là 5 ngày trước Tết á là người ta mới yêu cầu mình giao. Ví dụ là 30 Tết, 28, 29, thường thường là bắt đầu từ ngày 25 á là người ta mới giao, tại vì lúc đó là nhà người ta có tiệc tùng. Bạn nào mà hơn á, bạn nào mà hơn á mà các bạn mà chốt ở những cái dịp mà người ta mở tiệc công ty rồi gì đó thì người ta sẽ chốt rất là nhiều và người ta giao khoảng khoảng mười mấy có, 20, 20 mấy có. Tuy nhiên nếu mà chốt cho cái việc mà họ tặng quà cho cá nhân gia đình á thì bắt đầu từ 25 nữa lên mới giao. Thì cái ngày mà 25 á bạn mang hàng theo, mang đi giao, chịu khó ngồi ở lại nói chuyện với họ một chút xíu là họ sẽ mua thêm vài ký nữa. Hồi kia là trung bình á, mỗi khách hàng á, là thường thường là mình chốt được 5 ký không ạ. Không có khách hàng nào mà dưới 5 ký đó, đó là lý do vì sao mình mới bán được số lượng nhiều. Nghĩa là các bạn mang hàng theo, các bạn giao hàng 2 ký cho họ, rồi các bạn mới nói với họ rằng là anh chị đã cái này là anh chị mua tặng hay là anh chị dễ để cho ở nhà mình dùng trong những ngày Tết. Họ nói là mua để dùng ngày Tết thì các bạn cứ bắt đầu khơi ra. Vậy thì anh chị có thể là mua tặng thêm cho ba mẹ nè, mua tặng cho bà con nè, mua tặng cho những cái người bạn thân của mình nè. Lâu lâu mình mới tặng mà cái sản phẩm này nó ngon. Anh chị mua một ký tặng, một ký giá nó chơi bao nhiêu nhưng mà ngày Tết làm cho người ta vui. Các bạn chung ra thì bắt đầu là người ta họ mới đặt nhiều vô. Nên là hồi đó lúc đầu mình chỉ chốt được cái một ký thôi, nhưng mà cái lúc đi giao á là mình mới chốt được nhiều. Nếu bạn nào mà chốt mà không chịu đặt cọc á thì xem như là cái chỗ đó chưa có chốt. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Chốt mà các bạn không nhận được cọc á là xem như là các bạn chưa có chốt được. Cái mối đó là không có chắc chắn. Bạn mang tới á là họ sẽ không có giao, nó là không có tính vào cái đơn hàng, cái đó là gọi là hên xui. Chốt là phải nhận cọc. Ok, chốt không nhận cọc thì xem như là chưa có được chốt. Nó là trong thời gian này các bạn muốn bán được số lượng nhiều là thời gian này phải đi chốt hàng hết. Bạn hình dung chưa? Chúng ta phải tập trung vào thời gian này để đi chốt hàng. Tiếp theo nữa, chúng ta tập trung vào gì ạ? Tập trung vào tìm những người làm chung với ta, đừng có làm một mình. Rất nhiều người muốn kinh doanh doanh tết và tìm những người làm chung với ta. Ví dụ như bạn lấy chả bò về, bạn lấy số lượng về cái giá gốc của bạn là ví dụ như là 180 mà bạn bán ra 250, 260, 270 đúng không? Bạn bán cho cái giá cái giá của người mua cuối cùng. Thì bây giờ bạn như thế nào ạ? Bạn xây dựng những người cùng bán hàng chung với bạn mà bằng cách là bạn bỏ lại cho họ, nói họ đơi bán. Thì bạn lấy 180, bạn bỏ lại cho họ khoảng 200, 220. Bạn hình dung chưa? Bạn gặp ai? Bây giờ bạn gặp ai, bạn có nói là đi kinh doanh Tết đi, và họ nói là chắc chắn là họ nói là họ không biết kinh doanh gì, thì bạn nói là lấy cái chả bò của bạn ra kinh doanh. Bạn hiểu chưa? Chứ là chúng ta tập trung xây dựng cái đội ngũ bán hàng. Tập trung xây dựng cái đội ngũ bán hàng. Cảm ơn bạn Vinh Nguyễn, rất là tào lao bạn. Ok, cảm ơn bạn, mình rất là tào lao nên mà rất là vui là bạn phát hiện ra mình tào lao. Ok. Thì mình đang làm nè bạn Vinh Vinh ơi, bạn Vinh rất là tuyệt vời. Mình đang làm á, bạn đang comment còn mình đang làm á, bạn Vinh Vinh ơi, bạn rất là tuyệt vời. Và các bạn nói như thế nào ạ? Các bạn cần phải gì ạ? Các bạn cần phải xây dựng cái đội nhóm bán hàng chung quanh mình nữa. Được chưa? Các bạn cần phải xây dựng đội nhóm chung quanh bán hàng mình đó là bằng cách các bạn chốt sỉ. Các bạn gặp ai các bạn cũng nói đó, các bạn chốt hàng họ rồi xong các bạn nói là Tết này sao tại sao không đi kinh doanh Tết đi. Và họ nói họ không biết làm như thế nào. Thì các bạn học kỹ cái đoạn video này rồi thì các bạn nói là các bạn hướng dẫn cho họ cái cách làm. Các bạn nhận ra điều này chưa? Các bạn ghi rõ ra và hồi nãy giờ các bạn thấy cái điều nào tuyệt vời thì các bạn comment xuống. Các bạn lại nói là những cái bài học này rất là tuyệt vời.
Ok chưa? Bạn học được cái từ khóa gì thì bạn ghi xuống. Và bây giờ cái lượt chia sẻ là 141 lượt chia sẻ rồi. Mình mong các bạn góp phần để chia sẻ ra đoạn video này sẽ được gì ạ? Lên 200 lượt chia sẻ. Bây giờ chúng ta đang là 240 người đang online. Mỗi người góp phần chia sẻ một chút xíu thôi thì chúng ta sẽ lên hơn 200 lượt chia sẻ đi. À. Vậy thì vừa rồi mình chia sẻ tới cái phần nào rồi các bạn? Cái phần xây dựng đội nhóm bán hàng. À. Những cái đội nhóm đó là chúng ta bỏ hàng lại cho họ mà chúng ta bỏ giá sỉ, các bạn có hình dung ra điều này chưa? Chúng ta bỏ giá sỉ. Gặp ai chúng ta cứ nói ồ, đi kinh doanh tới đây, đi kinh doanh tới đây, đặc biệt là những bạn chung chung chúng ta. Và ta nói rằng là chúng ta sẽ hướng dẫn cho họ. Ồ chưa? Và các bạn nào không biết cách hướng dẫn thì các bạn xem đoạn video này nè, xem phần 1 của mình, xem phần 2 của mình, rồi các bạn hướng dẫn lại cho họ. Ồ chưa? Để họ bán ra, để giúp giúp cho chúng ta lan tỏa cái mặt hàng chúng ta ra nhiều ra. Ok chưa? Nó là chúng ta tập trung chốt sỉ. Các bạn thấy điều này tuyệt vời mà. Nếu tuyệt vời các bạn ghi vô rất là tuyệt vời. Các bạn ghi vô rất là tuyệt vời. Ok chưa? À, là, đúng rồi, chúng ta cần phải xây dựng là làm nhóm bán hàng. Bạn nào chưa chia sẻ cái đoạn này thì các bạn hãy góp phần chia sẻ đoạn này để cho nhiều người biết. Ok chưa? Hồi nãy giờ các bạn nào mà chưa đặt mục tiêu, các bạn nào nãy giờ chưa đặt mục tiêu, chưa nói mình kinh doanh cái gì và chưa đặt mục tiêu thì các bạn comment vào cho mình. Và các bạn nói là đặt một mục tiêu, em đang kinh doanh hoa tươi Đà Lạt à, và mục tiêu là bao nhiêu, bạn hương giang bạn nói kinh doanh hoa tươi hay Đà Lạt, không là không được, phải ghi rõ ràng cái mục tiêu ra, cái sản phẩm mình kinh doanh và mục tiêu từ đây tới ngày 30 Tết là mình sẽ đạt bao nhiêu. Ok chưa các bạn? À, rất là tuyệt vời. À, mình là người nói lắp nói cả lăm nha các bạn ơi, nên là các bạn nào mà thấy mục tiêu của em là 500 chai, một một năm mục tiêu là 500 chai ít quá bạn Hương ơi, mục tiêu 500 chai là ít quá Hương Giang Đà Lạt. À ok, mình là người nói cà lăm à, nên là các bạn nào thấy mình cà lăm thì các bạn đừng đừng có ngại, các bạn cứ nói mình cà lăm nha. Ok, mình là người nói cà lăm, mục tiêu là 5.000 chai rất là tuyệt vời, chúng ta phải là 5.000 chai. Em bán một tấn mực một nắng rất là tuyệt vời, phải lên kế hoạch như vậy và phải làm từ bây giờ. Một tấn hoa quả sấy rất là tuyệt vời, 10 cây mai tứ quý 3 mét gì đó rất nhanh, cảm ơn thầy. Nên là chúng ta cần phải đặt mục tiêu và làm từ bây giờ. À, các bạn nào đặt mục tiêu nhỏ quá thì các bạn đừng cứ kinh doanh Tết, nó không có xứng đáng. À, chúng ta cần phải đặt mục tiêu lớn lên và các bạn góp phần chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người đi ạ. À. Các bạn giúp cho nhiều người xem nữa nữa đi ạ. À. Ok chưa? Bạn nào mà phần 1 các bạn chưa xem thì các bạn vào, các bạn xem vào YouTube và các bạn xem tiếp. Ok chưa? Cái phần 1 các bạn chưa chưa xem. Bạn nào mà chưa chia sẻ đoạn livestream này thì cố gắng chúng ta chia sẻ ra để cho nhiều người biết. Ok, đặt mục tiêu lớn 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 lên. Vậy thì vừa rồi mà nói tập trung làm gì ạ? Tập trung xây dựng đội nhóm bán hàng, đội nhóm bác sĩ. À, họ không phải làm, họ làm chung với ta nhưng họ lấy hàng từ ta, bạn hình dung 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 chưa? À, và thường thường những người đó là những đối tượng nào họ thích mua hàng à? À, là những đối tượng nào à? À, những đối tượng nào họ thích kinh doanh cho tết à? Những đối tượng làm văn phòng nè, những đối tượng công nhân nè, những đối tượng mà ban ngày họ đi làm, ban đêm họ rảnh nè, bạn họ dung dung chưa? À, thì tất toàn bộ những đối tượng đó là họ đều muốn làm thêm nhưng mà họ không biết cách bắt đầu từ đâu. À, nó là các bạn nói họ đi làm. À, và các bạn an tâm đi, họ đều có ít nhất là 5 đến 10 người thân chung quanh họ và mình chỉ cho họ cái cách. Ok, mình chỉ cho họ cái cách nó như thế nào. À, làm gì à? Làm bán với 5 đến 10 người chung quanh họ, bạn hồn dung chưa? Bán 5 đến 10 người chung quanh họ. À, và họ chỉ bán được bao nhiêu là tuyệt vời rồi. À, ví dụ như bạn đi bán chả bò và bạn có được một cộng tác viên làm chung, một đội nhóm làm chung với bạn và bạn chỉ cho họ cái cách làm sao bán được 10 người chung quanh họ, mỗi người họ bán được 1 ký là cũng đã được 10 ký rồi. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Nó là ngay bây giờ chúng ta sẽ tập trung
xây dựng đội nhóm bán hàng, huấn luyện cho họ bán hàng từ bây giờ, yêu cầu họ đặt hàng ngay từ 3 giờ, chỉ cho họ đi khai thác data ngay từ 3 giờ, thì chúng ta gần Tết, đến những ngày gần Tết chúng ta chỉ việc giao hàng thôi. Các bạn hiểu chưa? Điều này chưa? Các bạn nào chưa chia sẻ đoạn video này thì các bạn hãy chia sẻ đoạn video này đến cho người thân của mình, cho nhiều người của mình, để cho họ biết, để họ lấy hàng của bạn, họ đi kinh doanh. À, nó là cái đầu tiên là chúng ta phải tập trung. À, các bạn không tập trung thì các bạn không có làm được. Chúng ta phải tập trung gì ạ? Tập trung xem những ai có thể những ngày gần Tết đi giao hàng được cho mình. À, tập trung tìm cái đó. À, các bạn hiểu chưa? Bạn nào muốn kinh doanh nem Thanh Hóa liên hệ mình nhé. Ok, bạn Toàn rất là thú vị, rất là tuyệt vời. Ok, ok chưa? Tiếp tục, ok chưa? Chúng ta cần phải gì ạ? À, chuẩn bị cái nguồn hàng. Các bạn bây giờ, các bạn hình dung ra điều này chưa? Bây giờ này, các bạn cần phải đi chốt hàng trước. Bạn hình dung ra điều này chưa? Các bạn phải chốt hàng trước ngay từ bây giờ. Thì các bạn mới dự kiến được là tới gần đó chúng ta bán bao nhiêu. Còn nếu mà các bạn không đi chốt hàng từ bây giờ thì tới gần đó chúng ta sẽ không, chúng ta sẽ bán được số lượng rất là ít. Nó là chúng ta phải chuẩn bị cái nguồn hàng. À, trước muốn bán nhiều thì ngay bây giờ phải gì à? Phải đi làm on, phải đi làm marketing, phải đi chốt hàng ngay từ bây giờ. Và chúng ta dự báo chúng ta làm bây giờ cho tới 10 ngày nữa. À, và chúng ta tính thống kê được cái số lượng đơn hàng chúng ta chốt được. À, và chúng ta làm liên tục từ đây tới Tết. Và chúng ta nhân cái số lượng ngày lên. Những ngày gần tới các bạn sẽ chốt được nhiều hơn. Thì các bạn sẽ tính toán ra được cái lượng hàng chúng ta cần đặt trước. Còn nếu bây giờ các bạn không làm thì các bạn sẽ không tính toán được lượng hàng chúng ta cần phải đặt trước. Các bạn nắm được chỗ này chưa? Các bạn có nắm được chỗ này chưa? À, tức là ý ở đây mình muốn nói nè, là ngay bây giờ các bạn cần phải lên gì? Để mình uống nước ra. Ngay bây giờ, ví dụ ngày mai là các bạn chốt hàng và các bạn làm liên tục để nó gì ạ? Liên tục trong 10 ngày liên tục, ok chưa? Để bạn chốt được đơn hàng trước. Và bạn thống kê trong 10 ngày này chúng ta sẽ được bao nhiêu. Và bạn cam kết bạn làm liên tục nó như vậy. Bạn còn nhiều chưa? Thì từ đây cho tới Tết gì ạ? À, bạn sẽ thống kê ra được cái số lượng đơn hàng mà bạn sẽ có được. Tuy nhiên cái tuần gần Tết á, bán cho khách hàng cá nhân cái tuần gần Tết á, là các bạn sẽ chốt được nhiều nhất. À, nó là chúng ta thống kê rồi chúng ta dự trù cái số lượng gần Tết nữa để chúng ta nhân lên và chúng ta dùng cái đó để chúng ta đi đặt đơn hàng trước cho người ta. Còn không, bạn không làm việc đó là bây giờ các bạn sẽ bị động ngay. À, các bạn sẽ bị động ngay. À, nó là các bạn cần phải tập trung làm điều này. Bây giờ cái lượng người giảm xuống rồi, về sau còn rất là nhiều cái rất là quan trọng. Lượng người giảm xuống rồi, chưa được 200 người nên cái lớp học của ta nó không có vui. Nên bây giờ các bạn góp phần chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người nữa để nó tăng lên hơn 200 hàng. Nó hơn 200 người đang xem, lớp học chúng ta nó mới vui được, cái lớp học online chúng ta mới vui được. Nên các bạn góp phần, các bạn nào chia sẻ, góp phần chia sẻ. Các bạn nào chưa tap thì góp phần tap những cái bạn của mình vào để nó đảm bảo được hơn 200 người xem. Thì tự nhiên lớp chúng ta nó mới vui các bạn, lớp chúng ta nó mới vui, nó mới nhộn nhịp lên. À, các bạn hãy góp phần làm cái điều này đi chứ. Bạn nào chưa xem phần 1 thì cái phần 2 này có đôi khi các bạn không hiểu thì các bạn cứ xem nốt lại chút xíu, các bạn sẽ gì à, sẽ à, là vào xuống tìm những cái đoạn của phần 1 hồi nãy mình đã chia sẻ rồi các bạn nốt vào. À, các bạn hình dung ra điều này chưa? Vậy thì hồi nãy giờ mình nói cái phần tập trung, các bạn thấy chúng ta tập trung chưa? Rồi chúng ta tập trung gì ạ? Tập trung xoay chuyển cái nguồn tiền. À, tập trung xoay chuyển cái nguồn tiền. Các bạn tag bạn mình vào, các bạn chia sẻ đoạn livestream này ra để gì ạ? Để cho cái số lượng học online của chúng ta nó lên hơn 200 người thì nó mới vui được. À, hồi nãy giờ thì cái lượng chia sẻ mình thống kê cho tới giờ thì cái lượng chia sẻ mới có 164 người à. À, mới có 164 lượt chia sẻ à. À,
Thầy Duy dạo này trẻ và phong độ nhỉ? Bạn Hoàng video ok. Mình lúc lúc nào cũng vậy Hoàng ơi, mình lúc nào cũng cũng vậy. Bạn nào kinh doanh cái gì thì các bạn comment xuống dưới. Đơn hàng hiện tại chưa chốt của em bằng 1/4 số lượng nhập bán thì có nên làm thêm hàng để bán không? Bạn ra được cái con số thống kê, bạn đi chốt và bạn ra được cái con số thống kê. Bạn đưa không, bạn hỏi như vậy hồi nãy giờ mình, bạn Minh Toàn đó, hồi nãy giờ mình hướng dẫn rất là rõ ràng rồi. Bạn làm liên tục từ đây cho tới 10 ngày nữa, làm từ sáng cho tới tới tối, làm 10 ngày, làm 10 tiếng đồng hồ mỗi ngày, thậm chí 12 tiếng đồng hồ mỗi ngày, ok chưa? Và bạn thống kê thử là một ngày bạn gặp được bao nhiêu khách và tỷ lệ chốt hàng bạn nó như thế nào, từ đó bạn mới thống kê ra từ đây tới tới còn bao nhiêu ngày thì bạn mới ra được cái số lượng đơn hàng mà chúng ta cần đặt. Bạn bạn hình dung chưa? Hồi nãy giờ mình nói rất là rõ ràng, bạn cần phải ghi lại, ok, để hiểu. Ghi lại để hiểu chứ chúng ta không có hỏi, gặp đâu hỏi đó, cái đâm ra nó rõ ràng là các bạn vẫn có chưa có hiểu nhiều, ok chưa? Vậy thì cái lưu ý thứ nhất các bạn nắm chưa? Cái lưu ý thứ nhất các bạn đã nắm chưa? Bây giờ tới lưu ý thứ hai. Ok chưa? Lưu ý thứ hai là cái lưu ý về phục vụ khách hàng. Cái lưu ý về phục vụ khách hàng. Ok chưa? Số lượng khách hàng và lượng công việc á, các bạn đừng có để dồn về cuối no nhiều. Các bạn dồn về cuối nhiều thì các bạn sẽ không có phục vụ khách hàng hàng tốt. Nên là các bạn cần có một cái thời gian biểu và cái timeline làm việc rất là chi tiết. Nếu các bạn không có cái thời gian biểu nó như vậy á, tuyệt vời, thấm quá thấm, không biết ai sẽ là người dám làm, dám hành động. Các bạn cần phải có chúng ta tập trung và nói chuyện với khách hàng kỹ á. Cái mình muốn nói với các bạn này, chúng ta tập trung và nói chuyện với khách hàng kỹ á, thì khách hàng họ sẽ mua hàng rất là nhiều. Nên là các bạn cần phải dành thời gian tập trung và nói chuyện với khách hàng nhiều. Đặc biệt là những khách hàng nào mà các bạn thấy họ có tiền, họ đã mua hàng của ta rồi, và họ có tiền, thì chúng ta phải tập trung nói chuyện với chia sẻ rồi, thì tự nhiên họ tăng cái số lượng đơn hàng lên mua của bạn liền. Nên là cái kỹ năng tập trung, bạn Duyên nói là bà mẹ bị sữa không ra hàng được, thì chúng ta chat online rất là nhiều cách mà, gửi email, chat Facebook, chat Zalo, đâu nhất thiết phải đi ra ngoài đâu. Rồi chúng ta tìm một người phụ tá làm chung với ta, đi giao hàng, đi tương tác. Các bạn dùng chưa? Chúng ta phải linh động trong cái chỗ đó, không có vấn đề gì hết. Nó không có gì là nghiêm trọng hết ở đây hết. Ok chưa? Các bạn chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người, để lớp học online của chúng ta nó luôn luôn hơn 200 người, để cho nó vui. Các bạn nào đang kinh doanh cái gì thì các bạn comment xuống. Ok chưa? Các bạn comment xuống. Bà mẹ bỉm sữa vẫn là ok. Bà mẹ bỉm sữa thì không có cái gì hết. Ok chưa? Đừng có nói mình là bà mẹ bỉm sữa rồi là không dám làm. Bà mẹ bỉm sữa các bạn mới có cái động lực để các bạn làm nhiều hơn. Bà mẹ bỉm sữa buôn bán hàng thiết kế không ạ? Ok chưa? Vậy thì cái lưu ý của mình các bạn có nắm được chưa nè? Tức là lưu ý là chúng ta phải dành thời gian để phục vụ những người khách hàng, mà họ đã chốt hàng của ta rồi, và những người khách hàng đó họ có tiền, thì chúng ta phục vụ họ, chúng ta nói chuyện với họ, chúng ta làm cho họ vui thì họ lại tăng đơn hàng lên. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Và tiếp theo nữa là chúng ta phải gì ạ? Phải nói chuyện với họ. Chúng ta nói như thế nào ạ? Chúng ta nói chuyện với họ là bằng cách rằng là chị có bạn hay có người thân hay có người quen gì không ạ? Giới thiệu cho em để em bán thêm hàng. Các bạn hình dung ra điều này chưa? Tức là chúng ta nói chuyện theo cái tư cách nó rất là thân á các bạn. Thì những cái người đó họ sẽ
Bạn Nguyễn Văn Thìn, bạn Nguyễn Văn Thìn, em muốn tăng lượng hàng bán để tăng doanh thu thì chiến lược sẽ như thế nào? Bạn phải theo dõi từ hồi nãy tới giờ. Nếu mà bạn không kịp theo dõi thì chút xíu nữa bạn review lại. Bạn Thìn á, hồi nãy giờ mình nói rất là nhiều rồi. Hình mình nói hồi nãy giờ mình đang hướng dẫn nè, cái cách làm sao để cho mọi người bán được hàng nè. Nó là bạn cần phải review lại, bạn cần phải ghi lại, bạn cần phải nốt lại. Mình nói qua nhanh vậy thì các bạn cần phải nốt đó lại. Em bán chả lụa nhãn hiệu Cô Ba Bình Dương, đảm bảo ngon sạch. Em cần người bán phụ chung nhé các bạn. Chị ơi, ok, bạn Ruby rất là lanh lợi, ok chưa? Vậy thì chúng ta cần gì ạ? Cần kết nối, cần chăm sóc những người khách hàng mà đã mua hàng của mình rồi, nghĩa là họ đã gì ạ? Họ đã quen mình rồi, họ đã thích mình rồi, thì mình nói chuyện với họ thì họ sẽ mua thêm. Sau đó chúng ta khai thác những cái người data chung quanh họ, hoặc là họ không có thời gian, họ nhờ mình đi giao hàng, tặng hàng cho, tức là ví dụ như là họ mua nem hồi kia mình cũng vậy, họ hay mua nem của mình và họ như thế nào, họ nhờ mình đi tặng luôn. Các bạn hiểu chưa? Thì chúng ta mang nem chúng ta đi tặng luôn. Chúng ta mang nem chúng ta đi tặng luôn, ok chưa? Thì nó như thế nào ạ? Thì như thế nào bạn ơi? Thì bắt đầu chúng ta mới làm thân với người đó, chúng ta nói chuyện và chúng ta lại chốt hàng tiếp luôn. Đó là tập trung thời gian chăm sóc khách hàng nhiều thì cái lượng đơn hàng của bạn nó sẽ tăng lên. Hồi nãy giờ bạn nào chưa chia sẻ livestream thì chúng ta chia sẻ đoạn livestream này đi các bạn ơi, để cái lớp học của chúng ta nó luôn lúc nào cũng cho hơn 200 người thì lớp học chúng ta nó mới vui và nó mới thú vị được. Chả là vừa rồi mình nói là tập trung chăm sóc khách hàng. Cái lưu ý thứ tư là bao bì khi các bạn giao hàng. Đây là những bạn mà lâu lâu làm một lần, cái bao bì của bạn á, các bạn làm xấu tệ không được. Chúng ta phải tập trung vào cái bao bì. Khách hàng mà nó thấy cái bao bì xấu là nó sợ liền. Ok chưa? Nó thấy cái bao bì xấu là nó sợ ngay. Nên là bao bì chúng ta phải làm rất là tươm tắt và sạch đẹp. Dù sản phẩm ở bên trong của bạn nó ngon như thế nào, nhưng người ta thấy cái bao bì của bạn xấu quá, người ta sẽ ngại ngay và người ta không dám giới thiệu cho ai hết, bởi người ta lỡ mua của bạn rồi. Nên là bao bì phải sạch đẹp. Khi giao hàng là chúng ta phải tương tác, họ mới mở ra, họ thấy bao bì đẹp là họ đã thấy ồ rất là tuyệt vời, cái đứa này làm ăn rất là đàng hoàng. Bạn hình dung chưa? Nó là bao bì là phải nghiêm túc, ok chưa? Đừng, kể cả bạn bán hàng dinh dưỡng hay hàng bất kỳ cái món hàng gì, bạn phải chú ý cái bao bì, đừng có lè phẹt. Và khi đi giao hàng thì chúng ta phải gì ạ? Tay chân là phải sạch sẽ, quần áo cũng phải sạch sẽ, đặc biệt là những cái món hàng thực phẩm mà tay chân thì bạn lem luôn, người thì theo cái cách rất là nhễ nhại thì nó không ok chút xíu nữa. Xe, kể cả cái xe máy đồ của bạn đi giao, bạn phải rửa rồi cho nó sạch đẹp ra. Đừng, đặc biệt là các bạn mà đi giao hàng mà hàng liên quan về cái thực phẩm á, mà nó không đẹp thì không có được. Nó là các bạn cần phải quần áo rất là chỉnh tề, tay chân thì rất là sạch sẽ, bao bì thì đẹp và chỉnh chu, cả xe cộ, giày dép, đồ cộ cũng vậy. Các bạn phải tập trung cái điều đó, ok chưa? Và các bạn tập trung chia sẻ đoạn video này đến cho nhiều người biết, để lớp học chúng ta luôn luôn trên 200 người thì lớp học chúng ta nó rất là tuyệt vời. Hiện tại mình đang xem ở đây thì mới có 100, chưa được 200 lượt chia sẻ. Các bạn ơi, các bạn phải chia sẻ ra, mới 175 lượt chia sẻ chúng ta cần phải 200 lượt chia sẻ. Tát những người, mời những người bạn của mình vào. Muộn rồi, ngủ đi Nguyễn Thái Duy ơi. Ok, giờ này mà muộn gì bạn, mới có 10 rưỡi rất là sớm mình sẽ live stream đến 11 giờ đến 11 rưỡi lận, ok chưa? Vậy thì cái phần lưu ý sai các bạn nắm 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 chưa
chào bạn Thiên Thế Tạo, chào chị em, ok chưa? Cái phần lưu ý tiếp theo là bao bì, các bạn có nắm chưa? Thì bao bì về Tết đó, thì nó phải liên quan những cái liên quan đến những cái âm hưởng ngày Tết, thì nó lại tuyệt vời. Nó là vừa rồi cái phần bao bì, các bạn có thấy cái tuyệt vời không ạ? Các bạn nào tuyệt vời thì các bạn thấy chào em đi thầy, chào bạn Tuấn Vương, bánh canh ghẹ chào thầy, ok, cảm ơn các bạn bánh canh ghẹ. Các bạn nào mới vào livestream này thì các bạn chia sẻ livestream, chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người, các bạn ơi. Chào bạn Hằng, rất là năng lượng bạn Hằng ơi, ok chưa? Ma tinh giờ trẻ kiểu gì thôi. Bạn mới vào thì bạn phải xem lại hết, hồi nãy giờ mình nói hết rồi, tuyệt vời thôi, ok. Bạn nào thấy tuyệt vời thì các bạn sẽ nói là tuyệt vời. Bạn comment vô, các bạn thấy điều này rất là tuyệt vời, ok chưa? K136 bánh canh ghẹ, ok. Và các bạn chia sẻ này, inbox nhiều người bạn của mình vào để cho họ xem. Các bạn cần chuẩn bị cái bao bì. Cái lưu ý tiếp theo là bao bì. Cái lưu ý tiếp theo nữa, chuẩn bị những món quà để chúng ta tặng khách. Khách hàng rất thích tặng quà, không phải là khách hàng mua ít chúng ta không tặng, các bạn tặng quà họ lại mua thêm. Khi mà các bạn càng tặng quà thì khách hàng họ lại càng mua thêm. Các bạn nhận ra điều này chưa? Nó là chúng ta cần phải gì ạ? Cần phải chuẩn bị những cái món quà để tặng khách, ok chưa? Chúng ta cần phải có những cái món quà để chúng ta tặng khách. Nó là chuẩn bị những cái món quà. Ví dụ là phong bì cũng được. Cái phong bì để cái phong bì bao lì xì á các bạn. Còn nếu mà bạn nào mà nhiều mà tặng khách đồng 2 đô, đồng 2 đô la xin nhá. Hoặc là cái đồng tiền một bảng Anh á, khách hàng họ thích kinh khủng. Nó liên quan đến tiền nên họ thích rất lắm. Các bạn hiểu chưa? Tại vì những cái đó nó liên quan đến tiền. Cần phải chuẩn bị những cái món quà Tết, không phải là khách hàng mua nhiều thì chúng ta mới tặng quà, mà khách hàng mua ít chúng ta cũng cần phải có những món quà cho khách hàng mua ít. Và khách hàng mua nhiều thì chúng ta cần có những bạn mua nhiều, và khi chúng ta tặng quà như vậy á, chúng ta lại upsell được nữa. Em mua hoa tặng lì xì đấy thầy, ok, cũng được. Các bạn tặng như được, nhưng mà tâm lý là khách hàng họ rất là thích quà. Các bạn chia sẻ đoạn video này đến cho nhiều người xem. Phải trên 200 người cùng học thì chúng ta mới vui. Vậy thì tiếp theo là cái cách chống hàng á, là chúng ta phải luôn luôn nói là chiến lược khan hiếm hàng. Đồng ý là hàng chúng ta rất là nhiều rồi, nhưng ngay bây giờ khách mua là thì làm thế nào để khách hàng mua hàng của mình trong khi họ đã có thân thiết đối với đối thủ của mình hả thầy? Ok. Họ đã có chỗ rồi thì em phải phục vụ tốt hơn cả đối thủ thì họ mới mua. Em bán khô gà lá chanh thì tặng gì thầy ơi? Thì bạn phải suy nghĩ chết rồi, làm sao biết là các bạn muốn tặng cái gì? Các bạn phải suy nghĩ. Nếu chúng ta lãi ít thì chúng ta tìm những cái món lãi ít mà chúng ta tặng. Chúng ta lãi nhiều thì chúng ta tìm những món lạ nhiều. Nó rất là đơn giản, nó như vậy. Bạn nào cần lì xì thì liên hệ với mình, ok. Vậy thì các bạn có nắm rõ được chỗ này chưa? Nghĩa là rồi bây giờ cái cách chúng ta chốt hàng là chúng ta phải luôn luôn nói em toàn bị khách hàng đặt hàng xong rồi đổi cancel thầy ơi. Nghĩa là đã nói rồi, đặt hàng là cần phải có gì cần phải đặt cọc. Bạn không chịu đặt cọc là họ cancel là đúng rồi, họ đặt cọc, họ cancel là họ mất cọc, và chúng ta hay lấy cọc là 50%, nên là bạn bị lũng quê trên rồi. Bạn Minh Phương nói là em toàn là bị khách hàng đặt hàng xong rồi đổi cancel thầy ơi. Ok, mình đã dặn ngay từ đầu rồi là phải lấy tiền cọc, và họ cancel thì họ mất cọc. Bạn không nhung chưa? Bạn mình đã nói là làm theo quy trình. Các bạn mà không làm theo quy trình á là tới Tết bạn ôm hàng ăn cho hết. Các bạn phải làm theo đúng cái quy trình. Các bạn cần chia sẻ cái đoạn video này đến cho nhiều người để lớp học của chúng ta lên 200 bạn, chúng ta học mới vui, ok chưa? Mình thấy các bạn ít chia sẻ quá, mỗi người chúng ta cần chia sẻ thôi thì sẽ có rất là nhiều người biết và nhiều người cùng tham gia chung. Hiện tại mới có 179 lượt chia sẻ
chúng ta càng là hơn 200 đoạn chia sẻ thì tự nhiên nó mới rất là tuyệt vời. Ok chưa? Các bạn nào mới vào sau thì chúng ta chia sẻ đoạn livestream này ra để cho nhiều người vào xem các bạn. Rồi. Tiếp theo đó là chiến lược khan hiếm hàng. À, chúng ta phải gì ạ? À? Chúng ta luôn nói với hàng, chúng ta chốt hàng từ bây giờ, nhưng mà chúng ta nói rằng là hàng gần Tết là hàng này nó sẽ không có. Bởi vì cái đơn hàng, kể cả các bạn chốt qua email, các bạn cũng nói như vậy. Ví dụ là các bạn gửi một email cho mình, các bạn nói là chào anh Thái Duy, và em rất vui là được biết anh qua một cái chương trình ABC gì đó. Ok chưa? Và Tết năm nay không biết anh có đi chơi Tết ở đâu không? Anh đã chuẩn bị đồ ăn Tết, đồ gì lớn chưa? Chứ Tết năm nay em cũng chuẩn bị đồ ABC nhiều lắm. Ok, các bạn nói vậy. Và Tết năm nay sẵn những ngày Tết, ok, em có bán chả bò Đà Nẵng. Ok chưa? Và cho tới giờ thì em đã bán được, các bạn nói em cũng đã được bán được 300 kg rồi, số lượng người đặt trước nó rất là nhiều, thì em cũng mong anh ủng hộ em. Tuy nhiên anh hãy đặt ngay từ bây giờ, bởi vì gần Tết cái số lượng rất là lớn nên là tụi em cũng sẽ không có giao hàng được. Các bạn vô ra đi này, tức là chúng ta luôn có chiến lược khan hiếm hàng. Đồng ý, hàng chúng ta không có khan hiếm, nhưng mà khách hàng họ như vậy đó, cứ họ thấy là và thế là họ sẽ lên cái hạch, họ đặt rồi họ nói họ không đặt, thì anh đặt, anh ủng hộ cho em 1 kg thôi. Các bạn nhung ra điều này chưa? Và bây giờ mà các bạn chốt họ 1 kg á, thì tới cái ngày giao thế nào bạn cũng chốt được thêm vài ký nữa. Các bạn có nắm được cái chỗ này không ạ? Nó là chúng ta cần phải có một cái chiến lược khan hiếm hàng ngay từ bây giờ. Và gần Tết á thì chúng ta đi giao á, thì chúng ta dùng cái chiến lược năn nỉ. Trước Tết á thì chúng ta dùng chiến lược khan hiếm, nhưng mà gần Tết á là chúng ta dùng chiến lược năn nỉ. Các bạn hình dung chưa? Các bạn comment xuống đây những gì hồi nãy giờ mình chia sẻ, các bạn có thấy có tuyệt vời không, thì các bạn chia sẻ là bạn nói, các bạn tuyệt vời. Và bạn nào đó mới vào thì các bạn giúp mình chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người biết, ok, để lớp học chúng ta đảm bảo lúc nào cũng học đông. Và gần Tết đó là chúng ta dùng chiến lược năn nỉ, ok chưa? Còn khoảng 3 dưới 5 ngày trước Tết đó là chúng ta đi giao hàng á, là chúng ta dùng chiến lược năn nỉ. Chúng ta năn nỉ nó như thế nào à? Chúng ta giao hàng xong chị nói chị ơi, ok, vừa rồi em lỡ em đặt quá nhiều, bây giờ em tồn quá nhiều, chị mua thêm cho em 1 ký nữa đi. Rồi họ mua thêm nữa, chị thêm cho em nửa ký nữa đi. Các bạn ở trong đây đầu này nè chưa? Chúng ta cứ như vậy á. Trước Tết thì khan hiếm mà sau Tết là chúng ta cứ năn, gần Tết sát ngày Tết là chúng ta năn nỉ, là tự nhiên cái số lượng hàng người ta đặt nó sẽ tăng lên. Đó. Bởi vì họ mua thêm mặn 1 ký, 2 ký thì nó không có nghĩa gì hết. Bạn nào mà thấy cái điều này rất là tuyệt vời thì các bạn ghi vô, và các bạn rất là tuyệt vời, và các bạn nói xuống, các bạn ghi vào thì các bạn mới nhớ được, và các bạn chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người biết. Chia sẻ đi các bạn, chia sẻ đi các bạn, để bạn truyền năng lượng cho mình, để mình có năng lượng mình chia sẻ đến các bạn tiếp. Ok chưa? Mời những rất là nhiều người vào xem cái đoạn livestream này. Cái chiến lược kinh doanh Tết nó rất là tuyệt vời. Tại sao là chúng ta lại ở dưới nó nhỉ? Ok chưa? Bạn nào chưa chia sẻ thì chúng ta góp phần chia sẻ đi. Ok chưa? Các bạn góp phần chia sẻ đi. Bây giờ mới có 192 lượt chia sẻ à, chúng ta phải hơn 200 lượt chia sẻ thì cái đoạn video này nó mới là tuyệt vời. Ok chưa? Hồi nãy giờ mình chia sẻ bạn thấy có tuyệt vời mà. Nếu mà tuyệt vời thì các bạn nói điều này rất là tuyệt vời. Ok. Rồi, chúng ta dùng chiến lược khan hiếm hiếm hàng. Và khi đi giao hàng thì chúng ta như thế nào ạ? Chúng ta luôn tạo ra một cái bối cảnh ngày Tết. Đội mũ cũng theo cách ngày Tết, mặc áo cũng theo phong cách ngày Tết. Ok chưa? Trang trí những cái gì cũng theo phong cách của ngày Tết thì người ta cảm giác người ta mới thấy là thú vị. Bạn nhớ chưa? Một cái lưu ý á, là chúng ta mọi thứ chúng ta đều trang trí theo kiểu của Tết á. Và nếu mà chúng ta hàng chúng ta bán tại văn phòng á thì chúng ta phải trang trí không gian của chúng ta theo cái kiểu ngày Tết. Bạn hình dung chưa? Còn nếu mà chúng ta đi giao hàng á thì chúng ta cũng mặc áo theo phong cách ngày Tết. Các bạn thấy là
Những năm trước mà các bạn nào mà đi cái chương trình của Bill Training giờ, các bạn thấy chơi chương trình của Bill Training giờ là mình in áo, các bạn thấy mình in những cái áo đồng phục, các bạn thấy chưa, theo cái phong cách Tết. Lâu lâu mình đưa lên Facebook các bạn thấy đó, nó rất là thú vị, thì khách hàng họ thấy cái không khí ngày Tết đó thì tự nhiên họ rất là thích. Nên là chúng ta cần phải tạo ra cho khách hàng những cái cảm giác, những cái liên tưởng, những cái không gian ngày Tết. Nếu mà tại văn phòng thì các bạn phải mở nhạc Tết, tạo mở những cái bài nhạc nhạc Tết, bởi vì những cái bài đó nó đánh vào cái cảm xúc của khách hàng. Để cho các bạn họ họ lại thích. Ok chưa? Rồi, vậy thì vừa rồi những cái lưu ý của mình. Những cái lưu ý của mình, 6 cái lưu ý của mình các bạn có nắm được 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 chưa? Các bạn có nắm được được chưa? Ok, rất là tuyệt vời. Bạn nào mới vào thì góp phần chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người nữa các bạn. Chia sẻ đi để cho nhiều người họ biết, họ kinh doanh Tết nó rất là tuyệt vời. Và các bạn vừa học thì các bạn càng gõ và ghi comment xuống, ok chưa? Ghi comment xuống, bởi vì cái Tết là cái dịp rất là tuyệt tuyệt vời để chúng ta, ok chưa? Rồi, vậy thì gần đây có một số bạn lại hỏi mình rằng là em không biết bán cái gì, ok chưa? Chúng ta không biết bán cái gì, nhiều bạn lắm, cứ nói là gần Tết rồi em không biết bán cái gì, ok chưa? Vậy thì bây giờ mình lại chia sẻ tiếp. Cái món nào á mà phục vụ cho cái miệng á là cái món số 1. Cái món nào mà phục vụ cho cái miệng là cái món số 1. Các bạn hiểu chưa? Nó là các bạn nào á mà có những cái mặt hàng mà phục vụ cho cái miệng á là cái món số 1, là cái món nó dễ bán nhất trong độ Tết. Tuyệt vời thầy ơi. Bạn nào có nhu cầu bán hàng Tết chả bò nem lụa liên hệ với mình. Ok, rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Ok, các bạn rất là tuyệt vời. Các bạn chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người biết đi ạ. Năng lượng đó nè, dù tối rồi chúng ta cũng phải năng 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 lượng. Chia sẻ lên các bạn. Bạn nào lần đầu tiên biết mình thì các bạn cũng chia sẻ, rồi các bạn in báo đi. Những cái món nào phục vụ cho cái miệng, ngày Tết đó là cái miệng này nó tiêu thụ nhu cầu nhiều nhất. Nghĩa là gì? Nghĩa là nói vui vậy nhưng mà nghĩa là những món nào nó liên quan tới ăn uống, chính người khách đó họ về họ mua họ ăn, chính cái người khách đó họ mua họ biếu cho người khác ăn. Món ăn và món uống là cái món số 1, rất là dễ bán. Bạn hồn vô chưa? Cái món mà phục vụ cho ăn và uống là món dễ dễ bán mới nhất. Nên là bạn tìm những cái món mà phục vụ cho ăn uống là những cái món dễ bán số 1 luôn. Và các bạn nào đang bán những cái món đó đó là các bạn phải đặt mục tiêu lớn đó. Các bạn mà đặt, mình nghe các bạn mà đặt cứ mấy trăm ký là họ không được. Các bạn mục tiêu nhỏ quá, các bạn phải đặt ít nhất là 1 tấn. Từ đây cho tới Tết còn rất là dài, chúng ta còn rất là nhiều thời gian để chúng ta làm. Bạn nào mà mới vào xem đoạn livestream này và các bạn chưa chia sẻ đoạn livestream nào thì các bạn bấm vào cái nút chia sẻ trên Facebook để chia sẻ đoạn livestream này đi về nhà bạn, để giúp cho nhiều người xem đoạn livestream này. Các bạn giúp mình đi, chia sẻ đi, mỗi người chúng ta giúp nhau một chút chút chút, chút xíu ok chưa? Vậy thì những cái món phục vụ cho cái miệng, thứ nhất là cái món ăn Tết. Cái món ăn Tết thì nó gồm những cái món truyền thống như bánh dày, bánh tét, bánh chưng đồ đó, những cái món mà các bạn nào mà bán liên quan những cái món đó, hoặc là những món nó liên quan đến nhậu. Thứ nhất là món liên quan đến truyền thống của ngày Tết, bánh dày, bánh tét, bánh chưng, những cái món đó là không thể thiếu được. Hoặc là các bạn bán con gà. Có những năm có bạn kia bạn bán gà và bạn cũng kiếm rất là nhiều tiền. Bạn nào bán củ kiệu nè, ngâm nè, nhà làm rất rất đúng rồi. Những cái món nào mà liên quan đến cái miệng á là nó sẽ rất là đắt khách. Có năm kia các bạn bán gà đó để cho người ta đãi ngày đó thôi. Thậm chí các bạn biết có người họ bán bánh ít lá gai á, ngày Tết đó mà họ bán quá trời luôn á. Nó là cái món mà phù cho cái miệng. Rồi những cái món truyền thống, những cái món ăn mà đãi khách, ví dụ như là dừa sáp, gọi là những món đặc sản á, đãi khách nhưng mà gọi là đặc sản. Các bạn nhận ra điều này chưa? Những món mà đãi khách lâu ngày gặp bà con phục vụ á, dưa hấu không hạt. Đúng rồi, dưa hấu, đúng 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 rồi em, dưa hấu là một trong những cái món mà hầu như nhà nào cũng cũng mua.
không có nhà nào mà Tết mà không mua hấu, họ mua họ cúng, họ mua họ ăn. Nên là các bạn nào mà lên cái ngay từ bay bây giờ thì các bạn sẽ bán được hàng hấu rất là nhiều. Ok chưa? Bạn nào mà mới xem đoạn video này thì các bạn nhớ chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người 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 đi. À, hãy chia sẻ nó. Hãy làm nhiệt lên đi. Các bạn sẽ luôn luôn kết bởi vì các bạn đang gieo cái hạt tốt giúp cho nhiều người. À, bán bánh quy dùng để biếu Tết tự sản xuất chất lượng. Ok, bạn Hòn Đạo nem chua rất là tuyệt vời. Bạn bán nem chua rồi đó bạn Ngọc Hoa, rất là dễ bán. À, bán củ kiệu đúng rồi, hải sản không được không thầy? Hải sản ok chứ? Cung cấp sỉ kẹo nhập khẩu ok. À, cái các bạn hiểu chưa? Nó là hai món là món ăn. Món để người ta ăn ngày Tết. À, đúng rồi, các bạn nói đặc sản là rất là dễ bán. À, món thứ hai là chúng ta những cái món mà để đại khách, và cái món ăn thứ ba là món để người ta mua để người ta đi biếu. À, món đi mua đi biếu ok. Bạn ở Cần Thơ nè, nhớ chia sẻ đoạn nè. Bạn Rượu Dừa Cần Thơ nè, nhớ chia sẻ đoạn. Bạn Kim Thúy nè, nhớ chia sẻ cái đoạn livestream mình để cho nhiều người biết đi bạn Kim Thúy ơi. À, thứ hai là nước uống ok chưa? Bạn nào mà phục vụ nước uống, rượu nho, rượu tầm, rất là nhiều loại rượu, hoặc là những nước uống trái cây rất là tuyệt vời. À, các bạn nào phục vụ nước uống thì các bạn mà bán những cái món uống thì các bạn thấy không thể thiếu là bán cho họ phục vụ uống, và bán cho những người gì ạ? Những người khác nó như thế nào ạ? Những người khác họ ngoài cái chuyện phục vụ uống thì cái việc gì ạ? Phục vụ để tặng. À, và nếu các bạn biết cách, các bạn làm từ bây giờ thì cái số lượng bán nó cũng sẽ rất là nhiều, đặc biệt là những bạn mà bán những cái món nước uống bổ dưỡng rồi đó. Những cái hoặc là các bạn nào mà bán bia bán rượu mà những cái loại hàng độc và hàng lạ dịp Tết đó, người ta rất thích thưởng thức những cái dạng nó như vậy. Ok chưa? Thứ hai, cái sản phẩm thứ hai mà chúng ta rất là dễ bán là số 1 là cái miệng, số 2 là cái thân, phục vụ cho cái thân. Nghĩa là gì ạ? Nghĩa là quần áo thời trang tóm lại từ cái tóc cho tới cái chân. Các bạn hiểu chưa? Phục vụ cho cái thân, cái lúc đầu là phục vụ cho cái miệng, còn cái là phục vụ cho cái gì ạ? Cái thân. Ok, là từ cái đầu cho tới cái chân. Các bạn đó, nên là các bạn nào mà phục vụ cho cái đầu ok, thậm chí có kể các bạn bán cái dầu gội đầu này, đặc biệt thì ngày Tết người ta vẫn cứ mua, kiểu là mua để dùng Tết thì người ta lại mua. Mình nói là ngày Tết rất là dễ mua, thậm chí những bạn nào mà bán cho chị em phụ nữ thì những vị làm cho cái mặt đẹp ra ok chưa, tức là từ môi son má phấn cổ cầm chiền ok cho tới quần áo thời trang, những cái bộ cánh mặt tết nó rất là đẹp, cho tới giày dép. Các bạn chưa, tóm lại là ký thân từ trên xuống dưới. Quan trọng là các bạn chọn cái khúc nào để các bạn bán thôi, từ trên xuống dưới ok chưa. Nghĩa là chúng ta phục vụ cho cái gì, tìm những cái món đó mà chúng ta làm vậy. Các bạn thấy phong phú không? Vô cùng phong phú. Phục vụ cho cái miệng, phục vụ cho cái thân. Rồi hồi nãy giờ mình chia sẻ, các bạn thấy có tuyệt vời, các bạn comment vô, các bạn nói tuyệt vời để các bạn tiếp năng lượng cho mình. Các bạn tiếp năng lượng cho mình, thứ nhất là các bạn chia sẻ đoạn video này ra, các bạn tiếp năng lượng cho mình thì các bạn thấy mình mới sung, và mình sung thì mình chia sẻ cho các bạn tiếp. Chứ các bạn cứ ngồi yên, các bạn không nói gì, các bạn nốt lại ok chưa, thì bắt đầu mình mới chia sẻ cho bạn tiếp nữa ok chưa. Để cái cách làm sao để chúng ta càng ngày cơ hội làm mình tự nhiên mình thấy các bạn em bán hoa phục vụ con mắt được không thầy? Được rồi ok, rất là tuyệt vời ok. Và bạn nào mới thì chia sẻ cái đoạn video này để cho nhiều người biết nữa các bạn ơi. Chia sẻ nhiều người đây, chia sẻ nhiều người để mình cảm giác mình thấy là cái điều này rất là khi thế. Hồi nãy giờ các bạn nào xem mà các bạn chưa comment thì các bạn bấm comment vào. Hồi nãy giờ nào xem chưa comment thì bấm comment vào ok chưa. Giờ này là gần 11 giờ đêm rồi, mình vẫn cứ chia sẻ cho các bạn. Rồi cái món thứ ba là phục vụ cho người ta chơi tết. Các bạn phải tìm những món phục vụ cho người ta chơi tết ok chưa. Rất là nhiều bạn mất vỏ bưởi phục vụ cá miệng rất là tuyệt vời. Em đi kinh doanh mất vỏ bữa được ok chưa. Vâng, cảm ơn các bạn.
À, vừa rồi các bạn comment vô là mình cảm giác mình rất là năng lượng liền. Các bạn rất rất là tuyệt vời. Ok. Bạn nào mới vào thì nhớ chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người. Các bạn nhớ bấm vào nút chia sẻ thôi. Các bạn chia sẻ là lập tức cái đoạn livestream này nó sẽ đi về từ nhà bạn và sẽ có rất là nhiều người biết đến cái đoạn livestream này, và cái lượng người của chúng ta càng ngày nó càng đông lên. Mình đang chỉnh cái máy laptop của mình. Ô, tuyệt vời lắm. À, cảm ơn các bạn rất là nhiều, đã hơn 202 lượt chia sẻ rồi, rất là tuyệt vời, các bạn vô cùng tuyệt vời, ok chưa? Vâng, và vừa rồi là mình nói gì ạ? À, chúng ta phục vụ cho chơi chơi Tết, à thì ăn mặc cũng là phục vụ cho chơi Tết, các bạn. Hoặc là các bạn nào mà bán vé du lịch, cũng là cái cơ hội để chúng ta phục vụ chơi 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 Tết, ok? À, bán vé xem phim, karaoke, bạn nào có dịch vụ karaoke thì chúng ta cũng phải chuẩn bị bây giờ. Xe cộ là cũng cơ hội để chúng ta phục vụ chơi Tết. À, các bạn hình dung chưa? Phục vụ chơi Tết. Sao thầy không đọc comment của em chia sẻ rồi thầy? Ok, nó nhiều quá mình không có đọc được bạn 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 xấu rồi. À, có những cái mình đang bạn nói nữa mà rồi mình nhìn nữa nên làm mình không có kịp. Nên có những cái mình bỏ qua, cái nào mình chưa thấy thì bạn comment lại, bạn xấu ơi. Rất là nhiệt huyết mình muốn chia sẻ với các bạn, nhưng mà rất tiếc là có những cái mình cần phải chia sẻ cho các bạn, và mình đọc rất là nhiều, mình cần phải nói chia nhiều, rất là nhiều bạn comment, nên nhiều lúc mình cũng sẽ không có thấy được và mình cũng sẽ không có nói hết được, nên là các bạn cũng phải thông cảm cho mình. Các bạn đừng có trách mình, thay vì các bạn trách mình thì các bạn inbox riêng cho mình. Inbox riêng cho mình rồi từ từ là mình sẽ trả lời sau. Trong một cái khoảng thời gian rất ngắn mà mình vừa nói mình chia sẻ rồi, bạn hãy vô trễ thì nhớ chia sẻ cho mọi người nha. Cách bán thì hồi nãy giờ đã nói rồi, bạn Lo Ngọc vô sâu không biết à, hồi nãy giờ đã nói như rất nhiều cái đoạn trước rồi, nên là bạn chút xíu nữa bạn cần review, bạn xem lại cái đoạn số 1 này. Em bán hoa thầy ơi, em bán 1.000 chậu rất là tuyệt vời bạn Tôn Dương, em phải lên mục tiêu nói như vậy thì em mới khá khao lận. Nhớ xây dựng đội ngũ bán hàng hàng nhé, ok chưa? Các bạn nào vào sau thì các bạn xem trước cái đoạn này, hồi nãy mình nói từ 9 giờ rưỡi tới giờ. Nên là các bạn cần phải quay lại xem. Em bán bữa da xanh mới tre, ok bạn Hải Trung rất là tuyệt vời, bạn rất là tuyệt vời. Vậy thì chúng ta phục vụ cho những cái họ chơi, vậy thì những cái đồ ăn mặc cũng là đi chơi, hoặc là chúng ta phục vụ cho chơi gì? Cây cảnh, cá cảnh, chó cảnh, chim cảnh, những cái gì liên quan tới cảnh. Các bạn hiểu chưa? Những cái gì liên quan tới cảnh, vậy thầy đồng ý kết bạn với em, inbox thầy nhé. Mình không kết bạn được bạn xấu. Trang Facebook của mình đã full rồi, lượng follow cũng đã hơn 16.000 người follow rồi, cộng với bạn nữa là 5.000 người rồi, nên bạn chỉ bấm vào nút follow của mình thôi, chúng ta không thể kết bạn với nhau được, tại vì cái trang của mình nó bị full full rồi. Ok chưa? Cần hợp tác cùng Thuận Dương, bạn cứ việc inbox cho mình, chứ bạn cứ ra điều kiện với mình không à. Cái trang Facebook của mình nó rất là đông, bạn có khúc mắc gì thì bạn cứ inbox thôi, không nhất thiết phải kết bạn, bạn cứ follow với mình thôi. Ok chưa? Vậy thì tiếp tục, những cái gì mà cây cảnh, cá cảnh, chim cảnh, vật cảnh á, là người ta rất là thích. Cách đây 5 năm trước, có một người bạn của mình gần Tết và bạn kinh doanh cây cảnh, ok, và trong cái dịp Tết thôi, và bạn kiếm được tiền rất là nhiều. Doanh số của bạn năm đó là 3 tỷ mốt các bạn ơi. Dĩ nhiên bạn bán cảnh là các cái quay cây tất cảnh, các cái mai cảnh, và dĩ nhiên bạn bán ở Sài Gòn này bạn bán tới 12 điểm lận, và tổng doanh số mỗi điểm của bạn là mấy trăm triệu đó, là tổng doanh số của cái đợt đó của bạn là 3 tỷ mốt, các bạn thấy tuyệt vời không ạ? Và dĩ nhiên bạn bạn lãi một 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 cái khoản lãi rất là nhiều, trong bắt đầu từ ngày 23 Tết là bạn bán cho tới ngày trưa ngày 30 Tết là dẹp hết, thì tổng doanh số của bạn cái đợt đó là 3 tỷ mốt, các bạn thấy đây tuyệt vời không ạ? Rất là tuyệt vời, ok chưa? Các bạn góp phần, bạn nào mới vào thì các bạn góp phần chia sẻ cái đoạn livestream này đến cho nhiều người biết. Nghĩa là nếu cái món của bạn mà cái món nào mà liên quan tới chơi á, giúp cho khách hàng chơi Tết á, là những cái món đó nó cũng rất là đắt. Trang trí nhà cửa, những cái món trang trí nhà cửa cũng là cái món giúp cho khách hàng chơi.
những cái món cây cảnh, cá cảnh, chim và cảnh, đó là những cái món chơi hoặc là đi chơi tàu chơi. Ví dụ là các cái công ty du lịch, các bạn nó chơi gần đây, họ gần Tết thì họ mở ra những cái tour Tết để cho mọi người đi chơi. Tóm lại là cái trong các lĩnh vực kinh doanh, các bạn thấy cái nào mà phục vụ cho những người mà chơi á thì nó cũng rất là tuyệt vời. Ok chưa? Rồi, một cái lĩnh vực rất là to, rất là khổng lồ, đó là quà Tết. Cái mảng này thì lớn kinh khủng, không thể nó quà Tết. Hả? Các bạn nào đánh vào cái mảng quà Tết là cái mảng lớn, tại vì quà Tết nó liên quan đến công ty. Là quà Tết nó liên quan. Chiến là tuyệt vời. Em cảm ơn, em bán đặc sản biển, biển đặc biệt Tam Tiến. Ở biển Tam Tiến ở đâu bạn Hình Thị Sáu ơi? Đặc sản biển Tam Tiến là đặc sản gì ạ? Các bạn nên như vậy nè. Tức là quà Tết, quà Tết là khỏi phải nói luôn. Mình nói với các bạn, cái món này là cái món khổng lồ nhất. Bởi vì sao? Quà Tết là chúng ta phải đánh từ bây giờ, đánh vào công ty. Cái phân khúc công ty là các bạn nó lớn. Không công ty kinh doanh nào mà không có quà Tết. Bạn còn nhớ chưa? Cái tiền lương nó khổng lồ, khỏi phải nói luôn. Các bạn nào bán mỹ phẩm, nước hoa gì đó cũng là quà Tết. Bán khô nia rồi gì đó cũng là quà Tết. Ok chưa? Nó là cái thị trường quà Tết, là cái thị trường mà nó lớn. Bạn nào mà có hạt đó, thị trường quà Tết là phải tích. Nó phải nói là nó lớn. Quà Tết cho sếp, quà Tết cho cấp trên, quà Tết cho ông bà, các bạn hiểu chưa? Quà Tết cho người yêu, ok chưa? Quà Tết cho người bà con tháng xa. Tết là cơ hội người ta tặng quà mà, các bạn nói nhớ. Tết mà không tặng quà thì nó không phải là Tết. Tết là người ta tặng quà. Có ai mà Tết không tặng quà? Một người trưởng thành mà làm ra tiền, có ai Tết mà không tặng quà không? Các bạn hiểu chưa? Nó là cái phân khúc quà Tết là chúng ta phải đánh trước. Đánh bây giờ là chúng ta đánh đối tượng khách hàng công ty. Để gì? Và tặng cho người thân yêu. Còn gần Tết là đánh cho cá nhân. Nó là bạn nào mà bán hàng liên quan đến quà Tết, mà Tết này mà các bạn không gom một khoản tiền lớn là thực sự là các bạn quá quá phí. Nó là chả ai mà lớn lên làm có tiền mà không đi mua quà tặng cho người này người kia. Cái đây là cơ hội. Rồi chúng ta cần bán những cái gì? Những cái đồ chân Tết, những cái đồ chân Tết. Ok chưa? Những đồ chân Tết đó là chân gì? Chân ông bà, bàn thờ. Trước tiên là bàn thờ. Ok chưa? Những bạn nào bán liên quan đó, nổi cái khu bàn thờ không là đã biết bao nhiêu tiền rồi. Rất là nhiều món trên cái bàn thờ đó. Bạn hình dung chưa? Rất là nhiều món trên cái bàn thờ đó. Ok chưa? Chúng ta bán được trên cái bàn thờ đó là các bạn biết rất là nhiều rồi. Những cái nhà mà họ có nhiều tiền thì họ trưng để họ thể hiện đó. Thậm chí tranh ảnh đồ cũng là cái sản phẩm mà trơn đó. Cái hàng mà trưng đó. Bán để cho người ta trưng mà người ta tự sướng á, các bạn nhiều lắm. Hoặc là mặt hàng là gì? Trang trí ngày Tết, bán cho những vật phẩm trang trí ngày Tết. Nói chung là nhiều, nhiều vô cùng luôn, nhiều món lắm. Bạn ở trong cộng đồng Bi Bình Định thì có bạn là bạn hằng thi cái danh thờ cúng đó, thì ngày Tết là người ta sửa lại bàn thờ, người ta mua tượng Phật mới, người ta làm mua lư đồng mới. Ôi chà, rất là nhiều cái. Và nếu các bạn biết cách thì các bạn sẽ kinh doanh rất là nhiều và cái lượng khách hàng các bạn rất là nhiều. Ok chưa? Vậy là vừa rồi, hồi nãy giờ mình chia sẻ cho các bạn đã liên tục gì ạ? Liên tục gì ạ? Liên tục là hơn một tiếng rưỡi rồi. Hơn một tiếng rưỡi rồi, giờ là 11 giờ rồi, cũng khuya rồi. Bây giờ mình nó là bây giờ mà các bạn còn những thắc mắc gì thì các bạn inbox cho mình. Các bạn inbox cho mình để hôm sau mình chia sẻ cái phần số 3. Mình sẽ gợi ý cho hàng loạt những cái thứ mà chúng ta cần phải kinh doanh Tết. Các bạn hình dung ra điều này gì này chưa? Nó là và các bạn nào thắc mắc gì thì các bạn inbox cho mình sẽ giải đáp cho bạn thắc mắc cái phần số 3. Bữa sau là sẽ giải đáp cho bạn thắc mắc.
những cái cách làm sao để các bạn làm bán hàng tốt thì tốt 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 không. Cảm ơn bạn Huỳnh Thị Sáu. Ok, mình rất là năng lượng bạn Sáu ơi. Và nếu bạn nào ở xa thì các bạn có thể các bạn đăng ký lên học cái lớp khoa học online về kinh doanh Tết của mình, Vượt Biển Lớn của mình. Cái quyển sách này hiện tại đang bán rất là nhiều, mình đã bán được hơn 12.000 cuốn rồi. Và các bạn có thể như thế nào các bạn có thể lên inbox inbox thông tin cho mình để mình giao hàng bạn trên toàn quốc. Đây là quyển sách Vượt Biển Lớn của mình, giúp cho các bạn ra khởi nghiệp. Ok chưa? Bạn Phước đi vào trễ thì không sao, bạn xem lại không có hết, mình vẫn để y trên Facebook. Và bạn nhớ chia sẻ đoạn livestream này đến về nhà các bạn, các bạn cần chia sẻ và các bạn lưu. Hàng vài ngày nữa mình xóa mắt là các bạn sẽ không có, nên các bạn phải chia sẻ hoặc là nó trôi nhớ mất cái trang. Cái đây là cái biển Beyond the Way, cái đây là cái quyển sách Beyond the Way, nên là các bạn nào quan tâm thì các bạn đặt mua hàng và mình sẽ gửi trực tiếp về cho các bạn. Ok chưa? Và đây là cuốn sách mỗi ngày một chút thôi, nó đã có rồi. Và các bạn nào mua quyển mỗi ngày một chút thôi thì các bạn inbox cho mình sẽ giao cho các bạn trên toàn quốc. Ok chưa? Và các bạn cần phải tập trung năng lượng để cho cái dịp Tết này, mỗi ngày một chút thôi, sáng mai về rồi bạn tuần ơi, và sẽ có hàng ngay. Ok chưa? Vậy thì các bạn phải tập trung, mình đã nói rồi, phải tập trung làm cho cái Tết này. Mình không còn cách gì khác, mình chúc cho các bạn cái Tết này các bạn phải kiếm rất là nhiều tiền, và trên cơ sở đó bạn luyện cái kỹ năng kinh doanh luôn. Và thứ năm tuần này là mình có chia sẻ cái lớp 3 giờ miễn phí, mình chia sẻ cái lớp 3 giờ miễn phí về cái cách để giúp làm sao cho bạn kinh doanh tốt, tại cái hội trường của Bi Training, địa chỉ 199 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh. Các bạn nào quan tâm thì inbox cho mình. Cái số lượng ghế nó rất là giới hạn, nó chỉ được 80 chỗ ngồi thôi. Bây giờ cái lượng đăng ký đã hơn 50 người rồi. Nên nếu các bạn không inbox thì ngày mai, ngày mốt nữa rất là nhiều người. Và tối mai, trong ngày mai mình tiếp tục mình chia sẻ livestream trip. Bạn nào quan tâm thì các bạn nói là quan tâm, ngày mai mình tiếp tục livestream tiếp các bạn. 9:30 ngày mai, 9:30 tối ngày mai mình livestream tiếp. Các bạn có mong muốn ngày mai mình livestream tiếp không? Mong muốn thì các bạn comment xuống là các bạn nói là muốn, và các bạn chia sẻ đoạn livestream này đến cho nhiều người, thì lúc này mình mới năng lượng, mình mới chia sẻ được. 9:30 ngày mai, 21:00 tối mai mình lại tiếp tục livestream tiếp. Các bạn cứ quan tâm à, các bạn quan tâm thì các bạn nói là quan tâm. 9:30 tối mai mình lại tiếp tục mình chia sẻ tiếp, và các bạn lên để các bạn xem mình chia sẻ tiếp. Ngày mai mình chia sẻ về chiến lược kinh doanh, chiến lược bán hàng, làm sao để chúng ta bán hàng tốt hơn. Bạn nào quan tâm đến cái khóa học khởi nghiệp, ok giờ thì các bạn inbox cho mình, các bạn inbox cho mình để thứ năm tuần này các bạn học trực tiếp luôn, học trực tiếp tại hội trường của Bi Training nên luôn. Ok giờ ngày mai mình sẽ tiếp tục chia sẻ cái chiến lược về kinh doanh, nên là các bạn nói là muốn và rất muốn, rất là tuyệt vời. Bạn nào mua sách thì inbox cho mình. Bạn nào muốn học cái lớp 3 giờ khởi nghiệp miễn phí thì các bạn cũng inbox cho mình, rất là tuyệt vời. Và bây giờ đã hơn 1:30 đồng hồ rồi, 12:00 rồi, 11:00 rồi, nên mình cũng chúc các bạn ngủ ngon. Và 9:30 tối mai, 9:30 tối mai các bạn lên đây, mình sẽ tiếp tục livestream tiếp. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, các bạn rất là tuyệt vời. Lớp hôm nay cái lớp chúng ta dao động khoảng từ 240 mấy người cho tới bây giờ còn 100 người. 100 người này các bạn là những người tuyệt vời nhất, bởi vì các bạn follow từ đây cho tới cuối, và các bạn nhớ chia sẻ cái đoạn livestream này về từ nhà mình liền để các bạn xem lại, xem đi xem lại, và chia sẻ cho người thân xem đi xem lại. Nhớ là chia sẻ để xem đi xem lại xem lại. Và nhớ tối mai lên đúng 9:30 mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho bạn cái đoạn livestream giúp làm sao chúng ta kinh doanh càng ngày càng tốt hơn. Chúc các bạn ngủ ngon, chúc các bạn ngủ ngon, chúc các bạn ngon, các bạn thật là tuyệt vời. Bye bye các bạn nhé. Rồi.